Đừng đừng các người. Lâm Hải, không phải tôi nói hôm nay cùng bạn đi dạo phố hay sao? Anh còn tới tìm tôi làm gì vậy? Nếu như anh đã thấy hết rồi, vậy thì cũng tốt. Tôi cũng có đôi lời muốn nói với anh. Chúng ta chia tay đi. Tại sao em phản bội anh? Chẳng lẽ bởi vì anh không có nhiều tiền như hắn hay sao? Đúng rồi đấy. Sao anh không nhìn lại bản thân mình một chút xem? Nghèo kiết hủ lậu như anh, làm phiếu cơm lâu dài, làm phiếu cơm lâu dài của tôi cũng không có tư cách. Lúc trước vừa ý với anh thật sự là mắt bị mù mà. Mau cút đi. Chúng ta tiếp tục nào. Lỗi ca, đừng để mất hứng. Đình đồng. Đình đình, nhất định là cô ấy đã đổi ý. Cái gì đây? WeChat đã có phiên bản mới, cập nhật ngay. Chính là thông báo nhắc nhở à. Đình đình. Ai, để xem thế nào. Thái Thượng Lão Quân mời bạn. Thái Bạch Kim Tình, Nhị Lang Thần, Thiên Lôi, Điện Mẫu, Đông Hải Long Vương, Lý Thiết Quải, Cự Ninh Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga, Tháp Tháp Thiên Vương. Tiến vào phòng trò chuyện. Ở đâu ra một đám trêu chọc thế này? Tây Du Ký cũng đã thấy nhiều, tại sao không ai gọi Phật Tổ vậy? Ai là chủ quầy thế? Phát tiền hồng bao trước. Hồng phát ta sẽ thả chó cắn người. Bất quá có tiền hồng bao, vậy thì chờ tiền hồng bao rồi nói sau. Cái quỷ gì vậy? Hình như thêm nhầm người rồi. Thái Thượng Lão Quân, ta là quầy chủ, bất quá đây là quầy giao dịch, không phải là quầy phát tiền hồng bao. Muốn tiền hồng bao thỉnh tài thần. Tài thần liên quan gì đến ta? Ai yêu cầu thì kẻ đó phát. Lão tử xem kịch đây. Tài thần đừng chơi nhiều, tranh thủ thời gian, bằng không thì ta sẽ phở đốt trụi dâu của người. Đại chất tử lại bắt đầu nghịch ngợm rồi. Sáng mai sẽ tìm tàu tẩu tâm sự nhân sinh nha. Thế nhưng tiền hồng bao cũng không thể thiếu nha tài thần. Thái Thượng Lão Quân, vì sao đại thánh lại luôn tìm chị dâu trò chuyện nhân sinh? Phiến phiến luôn tìm a than khổ à? Tài thần, còn phiến phiến gì, tuổi của lão quân người lớn rồi còn xạo chó cá éo gì nữa. Tuần này ta bắt gặp người đi Thúy Vân Sơn ba lượt rồi đấy tài thần. Được rồi, phiền chết ta. Ta phát. Một đám tiện nhân. Một điểm công đức, bạn đã nhận được hồng bao từ tài thần. Điểm công đức là cái quỷ gì vậy? Mấy bố mặt ngựa này, này lại biểu diễn trò gạt người à? Nguyệt não, tên keo kiệt, không phải một điểm công đức. Ngươi có thể bớt keo kiệt một chút đi không, tài thần? Hạo Thiên Khuyển, Cửu Thiên Huyền Nữ, vận may của ta là tốt nhất, cũng chỉ có 1.1. Quỷ hẹp hòi, Nhị Nang Thần, tài thần, quỷ hẹp hòi, cộng 1. Cự Ninh Thần, tài thần, quỷ hẹp hòi, cộng 2. Các ngươi mới là quỷ hẹp hòi, các ngươi cả nhà đều là quỷ hẹp hòi. Tin tức nhóm, tài thần khó thở, huyết khí công tâm, thổ huyết bị thương, đạo hạnh trừ 10 năm. Đám người kia thật đúng là có đủ chiêu trò. Anh Chân Dung không biết là có phải đúng là người thật hay không à? Thật đáng yêu nha. Được rồi, thêm bạn rồi hãng tính. Đại Tiền, Nguyên Cung Tiên Âm của Thường Nga Tiên Tử, muốn hay không? Chỉ cần 10 điểm công đức tặng ngài thêm một bức ảnh Thường Nga Tiên Tử đang tắm. Chấp thuận. Tôi chỉ có mỗi một điểm công đức, còn là vừa có được. Thỏ Ngọc, Thành Thao. Ta kháo, cái quỷ gì đây? Tại sao cảm giác giống như là vừa bị lừa vậy? Đúng là có à. Thành Giao, thật đúng là tặng cho ta một bức ảnh đang tắm. Tiểu cô nương này không phải là thứ để bán. Có tin tức lớn, có tin tức lớn. Ta kháo, thật hay giả? Hoa Khôi Trường ạ, âm nhạc của trường chúng ta, Liễu Hình Nguyệt đang hát rong ở quán Ba Đường Quả. Lâm Hải, không phải là cậu thích nghe Liễu Khinh Nguyệt hát nhất hay sao? Còn chưa đi hay sao? Đám người trong quầy giao dịch này không phải tất cả đều là thật chứ? Ui ui, ngươi xem, hôm nay không uống nổi, không,
hôm nay không uổng công à. Ừm. Không hổ danh là hoa khôi của trường nha, thật đẹp. Con mụ nó, nói nhảm, không có tài năng làm sao dám gọi là hoa khôi của trường. Đúng không Lâm Hải? Gia hỏa này mê gái nhờ, hung tận cuối rồi. Hát hai nắm, tiểu muội muội, tới tới. Một mình ngươi tới đây hát cho ta một bài, ta ca mời ngươi uống rượu. Nếu như muội muội, đổi nơi hát cũng được. Như thế nào? Ây, ồ, đó là tên Cường Đầu Trọng, hôm nay tiểu mỹ nữ gặp họa rồi. Nói không chừng là có trò hay để xem đấy. Nếu Huynh Nguyệt gặp phiền toái, lên. Người điên con mụ nó rồi, đó là tên Cường Trọng ở Nam Nhai. Người nào dám chọc vào hắn chớ. Đúng vậy, Cường Đầu Trọng cũng từng năng nộn cùng với Diệp Thiếu. Hơn nữa nơi này cũng rất nhiều thủ hạ của hắn, chúng ta không thể trêu vào. Thả tôi ra. Tốt thôi. Hoa, sẽ nhanh nộ ra thôi. Tại sao lại bất cẩn như vậy? Điều này chứng tỏ rằng muội không muốn đợi lâu nữa đúng không? Lại đây, cho Cường ca thử xem cảm giác của muội nha. Đi gặp đặc lương của Diệp Thiếu thôi. Cường ca, cô ấy là nữ nhân của tôi, không biết có thể cho Lâm Mỗ một chút mặt mũi được không? Mày con mẹ nó, mày là cái thá gì? Cút đi cho não tử. Vậy ngươi cút ngay đi. Ơi trứng của ta, tất cả bọn mày bị ngu hết rồi sao? Còn không mau đuổi theo. Thất thần làm gì vậy? Cầm vũ khí đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Tao muốn làm thịt nó. Cũng may là chúng ta không bị phát hiện cùng một phe với hắn. Giả ngu đi, nếu không thì nhất định là phải chết. Chạy mau, đừng để bị đuổi kịp. Người ta đi quốc không thể chạy nhanh được. Còn quan tâm quốc làm cái gì vậy? Quay đầu lại tình hình xem đi. Ơi đứng lại, ta sẽ không làm thịt nhà ngươi đâu. Hiện tại nói xin lỗi còn kịp hay sao? Ăn của gia gia ngươi một đao đi. Quá tệ rồi. Nếu Huynh Nguyệt này không thể chạy nhanh được, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới lấy được cuốn Nguyệt Cung Tiên Âm kia, bên trong có một chiêu là Chấn Hỗn Quyết, không biết là thật hay giả nữa. Lần này chết thảm vô ích rồi, không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể thử thôi. Chịu chết đi. Chấn. Cường ca. Đây, như vậy sẽ nhanh hơn, mạo phạm rồi. Giang Nam Đại học. Bọn chúng còn không đuổi theo tới đây nữa. Đến đây có lẽ không còn việc gì nữa. Việc này hôm nay cảm ơn cậu. Đây, không có việc gì, không có việc gì. Anh hiệp trượng nghĩa là việc lên làm. Không hổ danh là nữ thần, thật là đáng yêu. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về, quần áo ngày mai sẽ trả lại cho cậu. À tốt, tốt. Sáng sớm hôm sau, người thật là may mắn, lại có thể sống mà trở về được. Đối phó như thế nào vậy? Bí mật. Đường nhỏ mọn như vậy chứ, phòng học. Không được nỗi cả, vẫn còn đang ở trong phòng học mà. Hay là muốn ở cùng một chỗ với anh hả? Đây không phải là tên Phú Nhị Đại chiêu lỗi cùng với người trước. Đáng ghét, ở bên Vương Đình lâu như vậy rồi, đến cái tay còn chưa được chạm vào. Suối quẩy. Không được đau khổ, ít nhất cũng không thể thua khí thế. Ây à, Đình Đình, đây không phải là bạn trai của em hay sao? Là bạn trai cũ, một con quỷ nghèo. Người ta đã sớm không vừa ý với hắn từ lâu rồi. Trong lòng người ta chỉ có một mình nỗi ca người. Anh cũng thế, nhìn cả người hắn kìa, một thân toàn hàng vỉa hè. Nghèo cả heo mẹ cũng sẽ không ưa hắn. Đúng, chỉ heo mẹ mới thích mày như thế. Đó là đương nhiên, hả? Chết tiệt. Bởi xính miệng lưỡi, nó cũng không thay đổi được việc mày là thằng nghèo kiết xác. Hỗn đản. Chào các em, tôi là giáo sư số đại số. Phía dưới chúng ta mở sách đại số ra học. Lấy ra, chuyện ngày hôm qua giống như là một giấc mơ vậy. Phát thật này lấy nhanh. Độn hình đan cộng 1, bạn đã nhận được.
hồng bao của Thái Thượng Lão Quân. Độn hình đan, ẩn hình trộn đội tung, thần quỷ không biết, thần quỷ không ai tra xét. Thời gian hiệu lực 2 canh giờ, cảnh giới dưới kim tiền, vụng dụng không có tác dụng. Dường như lại có được một đồ vật cực kỳ khủng khiếp đây. Ồ, mau xem mai tới kìa, là hoa khôi của trường Liễu Hình Nguyệt. Tại sao Liễu Hình Nguyệt lại qua lớp của chúng ta? Hoa khôi giảng đường thanh thuần, không phải là thầm mến ta à? Với tên mặt cốc nhà ngươi ư? Thổ lộ với ta, hổ lộ thì đúng hơn. Công nhận Liễu Hình Nguyệt đúng là hoa hậu giảng đường thanh thuần. Chẳng những cả dung nhan và dáng người đều thuộc hạng nhất, còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời. Bộ dạng nhìn đông ngó tây, vừa nhìn là biết là tới đây để tìm người. Nhìn xung quanh toàn bộ phòng học, ta giống như là một viên kim cương bị một đám bùn thối bao vây xung quanh. Là tới tìm ai, còn không phải là vừa nhìn là hiểu ngay hay sao? Là nhìn thấy ta, chết tiệt, cô ta đang đi về phía ta. Xem ra Liễu Hình Nguyệt này là tới tìm Triệu Lôi. Chắc vậy, ở đây Triệu Lôi có nhiều tiền nhất, nhất định là ái mộ hắn rồi. Bọn khối rách áo ôm này cũng tự biết mình đấy chứ. Tới đây đi, thỏa thích ngã vào trong ngực của ta trước mặt mọi người đi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Phải cho cả lớp nhìn xem ta là nhân vật phong độ. Hình Nguyệt, ây, tìm được cậu rồi. Thì ra cậu học ở lớp này à, làm tôi tìm mãi. Tìm tôi sao? Đúng rồi, ngày hôm qua đã nói là hôm nay tới tìm cậu, cậu quên rồi sao? Ta kháo, tình huống này là như thế nào? Là nữ thần tới tìm Lâm Hải? Cái này con mẹ nó chứ, thật là vô lý. Vương Đình vừa nói là cô ta chia tay Lâm Hải, hiện tại xem ra chỉ sợ chuyện này không phải như vậy. Ôi, xem Triệu Lôi kìa, quê chết đi rồi. Liễu Hình Nguyệt, Lâm Hải, cái tên heo thối này, không có khả năng. Nhất định là Liễu Hình Nguyệt này tìm lộn người rồi. Đồ của cậu đây. Dạ rằng hôm qua mà quá bẩn thỉu, ta đã tự tay giặt đi giặt lại nhiều lần. Thơm quá, mùi hương của nữ thần. Ta kháo vậy mà tự tay giặt đồ cho hắn. Cái này còn chưa đủ trâu bò hay sao? Nhất định nhà Lâm Hải đã có Liễu Hình Nguyệt, làm sao có thể thích Vương Đình được nữa. Vừa rồi Triệu Lỗi vẫn còn đắc ý, thì ra là thủ đoạn của một đôi dâm đảng. Đáng giận. Đình Đình, chờ ta, đứng lại. Lâm Hải, mày chờ đấy, sẽ đến lúc mày khóc sớm thôi. Tên kia là ai? Người nào thế không biết? Đáng giận, mày đợi đấy. Cậu huyết đủ chưa? Nữ thần giặt đồ cho ta, ta muốn cất đi. Đúng rồi, cô tìm đến tôi chỉ vì trả quần áo thôi sao? Đây, cái này thật ra là có chuyện khác. Cái này tôi nghĩ nhờ cậu giúp một chuyện có thể chứ? Dù lên núi đào xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ. Cho dù là bán thân cũng tuyệt không hai lời. Tên gia hỏa này, bớt nắm mồm đi, nói tới việc chính. Ngày hôm qua cậu đối phó với tên cường đầu chọc bằng tiếng quát lớn. Tôi cảm giác như cậu đã sử dụng phương thức phát âm rất là đặc biệt. Không biết cậu có thể dạy tôi hay không? Được thôi, hãy làm bạn gái của tôi sẽ dạy cô. Đáng ghét, cứ quyết định vậy đi. Buổi tối chúng ta gặp nhau ở sảnh âm nhạc. Không gặp không về. Mẹ nó, có cần thiết là phải thì thầm như thế hay không? Lại còn cười mắng với nhau nữa. Liễu Hình Nguyệt bị Lâm Hải nắm bắt rồi. Muốn khóc quá, nữ thần của ta. Âm nhạc sải luyện ca phòng. Tôn Ngộ Không muốn thêm hảo hữu với bạn. Đồng ý, từ chối. Nhanh đồng ý đi, ta kháo, lại là Tôn Ngộ Không. Người vừa mới cướp được độn hình đan, không bằng bán cho lão Tôn thế nào? Ây, một viên thuốc mà thôi, tặng cho đại thánh thì sao? Gửi đi. Tiểu tử ngươi nói thật là thuận tai. Sau này lão Tôn sẽ bảo kê ngươi, đa tạ. Hồ ca, đây là Vương Đình, bạn gái của ta. Đình Đình, đây là Hồ ca. Hắn là ca sĩ thiên tài của hệ âm nhạc. Chào Hồ ca. Triệu Lỗi, khẩu vị tìm bạn gái của người càng ngày càng kém đi nha. Ây, Hồ ca, nghe nói người có quan hệ rất thân thuộc với giám khảo thi hát thanh ca lần này. Đình Đình muốn. Hình Nguyệt, Hình Nguyệt, cậu tới rồi.
Nhìn kìa, là hoa hậu giảng đường Liễu Hinh Nguyệt. Nhất định là vậy, hoa hậu giảng đường xứng đôi với tài tử, thật là lãng mạn. Cô ta tìm tới Hồ Ca sao? Chính tớ cũng muốn đi tìm cậu, tớ có vài tin tốt cho cậu. Xin đừng xưng hô gần gũi như vậy, tôi không quen anh. Hinh Nguyệt, tôi đã làm quen với ban giám khảo cuộc thi hát thanh ca, chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái của tôi, ngôi quán quân lần này chắc chắn là thuộc về cô. Cảm ơn, nhưng không cần. Tôi sẽ dùng thực lực của chính mình để giành được quán quân. Bạn trai của tôi sẽ phụ đạo cho tôi. Bạn trai không có khả năng. Làm sao cô có thể có bạn trai? Không có khả năng. Hắn là ai? Cô nói cho tôi biết. Ta kháo chuyện này. Hắn chính là bạn trai của ta. Lâm Hải. Hoa hậu giảng đường đã có bạn trai, đây là tin lớn à? Tiểu tử này ở đâu xuất hiện vậy? Có thể cơ được hoa hậu giảng đường, thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh mà. Mau mau may nên báo cho Vương thiếu, Lưu thiếu gia, Trương ít biết Liễu Hinh Nguyệt đã có bạn trai. Tên gia hỏa này lại tới đây làm gì? Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu đó là cơ hội, phải biết nắm lấy thời cơ. Xin chào, tôi là Lâm Hải, là bạn trai của Hinh Nguyệt. Bạn trai, bớt dẫn đi, tên gia hỏa này. Toàn bộ quần áo trên người đều là hàng fake. Từ khi nào Lâm Hải lại có thể phụ đạo người ta vậy? Thật sự là chuyện khôi hài. Hồ Ca, hắn chính là một tên bằng lông quê mùa, ngay cả ngũ âm còn không phân biệt rõ, còn muốn phụ đạo người khác nữa chứ. Vương Đình, thực sự là cô rất ngu xuẩn, làm nhục Lâm Hải cũng không khiến cô trở lên nổi bật hơn đâu, chỉ cho thấy sự thấp hèn của cô mà thôi. Vì tiền mà cô bán đứng cả nhân cách, thân thể của mình. Nếu mà là cô thì tôi đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Rõ ràng Hinh Nguyệt lại bao che khuyết điểm cho mình. Hinh Nguyệt, ngươi không nên hành động theo cá tính. Lần trước chính là đã đạt được quán quân cuộc thi âm nhạc thanh ca, không nên bởi vì tên thế vật này mà hủy hết tiền đồ của mình. Đã tới nước này rồi, làm sao có thể không chứng tỏ khả năng của ta được đây? Ngươi miệng đóng miệng mở, một tí là sử dụng quan hệ. Ta rất hoài nghi rằng cái giải quán quân lần trước của ngươi có được là do quen biết với giám khảo. Căn bản là không có bản lĩnh thật sự. Dám so tài một lần hay không? Cái gì, chỉ bằng mày sao? Mày đã muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy chúng ta sẽ thử một lần, để cho toàn trường chấm điểm. Thế thì chưa, không ngờ tên kia lại solo ca hát với Hồ Ca. Thật sự là tự rước nhục lấy. Nói như thế nào đi nữa thì trong cuộc thi ca hát lần trước, Hồ Ca đã được giải quán quân. Có trò hay để xem, ta gửi tin nhắn kêu những người khác tới xem cuộc chiến. Ta mặc kệ, dù sao thì ta chỉ ủng hộ cho Hồ Ca. Hồ Ca cố gắng lên. Hồ Ca, I love you. Chờ một chút, nếu đã so tài, vậy coi như chúng ta lấy ít tiền thưởng chứ. Đánh cuộc một chút đi, 10 vạn. Người nào thua phải lấy ra 10 vạn tệ. Còn dám so tài không, tên kiết xác kia. Cái loại nghèo kiết xác như hắn, 10 khối kiếm đâu ra? Không dám đánh cuộc thì nhanh cút về, đừng mất mặt xấu hổ ở đây. Tốt, Lâm Hải, yên tâm giao cho ta đi. 10 vạn tệ không thành vấn đề, thế nhưng ta lại muốn thêm một điều. Nếu như ta, ba người các ngươi ở ngay chỗ đông người này, học sủa tiếng chó ba cái, ngươi được thôi, như ngươi mong muốn. Ta hát trước, chờ học sủa tiếng chó đi. Lỗ Ca, nếu như Hồ Thiếu thua, chúng ta thật sự là phải học trường thuộc. Là phải học chó sủa hay sao? Thối lắm, Hồ Thiếu là quán quân cuộc thi thanh ca lần trước, làm sao hắn có thể thua? Miệng của cô, ít nói lời quạ đen lại đi. Vâng vâng. Các bạn sinh viên, một bài Thánh Mai gửi tặng cho mọi người. Kịp rồi, nghe nói ở đây có người so tài ca hát. Bà nó, đây không phải là Hồ Thiếu hay sao? Lần trước đoạt giải quán quân cuộc thi thanh ca đấy. Lại được nghe Hồ Thiếu hát, hôm nay thật là may mắn. Tên tiểu tử này không biết điều, rõ ràng quân giám cùng thi tài ca hát với Hồ Thiếu. Ta luôn ủng hộ Hồ Thiếu, chân tình như thảo nguyên bao la. Hồ Vi, ta yêu người. Bài này tuy rằng tiết tấu coi như được, nhưng mà đọc nhấn rõ từng chữ quá lặng, ý cảnh chưa đủ. Hơn nữa lại còn phạm vào điều kiêng kỵ nhất,
đó chính là Yết Hầu Lăng Lên. Lâng lên, nếu hát phải ca khúc có nhiều âm bổng, không sặc chết mới là lạ. Thật hoài nghi ngôi quán quân của hắn giành được kiểu gì. Làm như thế nào mà Lâm Hải có thể nhận ra những chi tiết này? Ngay cả ta cũng không tìm ra điểm sai sót. Tên tiểu tử Lâm Hải này cảm giác hình như khác so với trước đây. Còn giả bộ cái gì vậy, thứ rác rưởi, mau cút xuống đi. Tên này lại dám so tài với Hồ Thiếu, thật sự là không biết. Hồ Idol, để ta làm thủ hộ cho người đi, mau cút đi. Ném cho hắn cái giày đi. Em đang ở trong tim anh nào đẹp nhất. Bài hát này là hát tặng cho mình sao? Thật là cảm động. Nghe thật là tuyệt vời, thật là ấn tượng, thật là hâm mộ, hay tới tàn khốc. Ca khúc này nghe thật là con mẹ nó êm tai quá, vậy mà lại khiến cho người nghe phải si mê. Hát xong cũng phải không phản. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ thần tượng Lâm Idol. Ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi nói chuyện tình cảm với Lâm Idol. Quên tên Hồ Vi kia đi, Lâm Hải mới là ca vương, ca vương. Vương ca, ca vương. Trông như vậy nhưng xem ra cuốn Nguyệt Cung Tiên Lâm rất là hữu ích với ta. Đáng giận tiểu tử thối này. Thua là thua sao? Nhìn phản ứng dưới của khán đài là cũng đủ biết rồi. Đây là 10 vạn. Từng này đối với người là con số vô cùng lớn. Với ta mà nói chỉ là mỗi thôi. Mật mã là 6 số 0. Đúng. Lâm Hải, tao nhớ kỹ mày rồi, cứ chờ đấy. Chúng ta đi. Đợi một tí. Vừa mới nói đã quên rồi sao? Người nào thua phải sủa 3 tiếng chó. Phải sủa 3 tiếng cổ chó. Cái gì? Ngay từ đầu chẳng phải nói rồi đấy, ai thua thì sủa 3 tiếng. Chẳng lẽ là muốn chơi xấu hay sao? Tất cả mọi người ở đây đều nghe được à? Sủa đi, sủa đi. Không sai, chúng ta đều nghe thấy hết. Đừng có chơi xấu. Phú nhị đại thảm rồi. Lần thua sẽ phải chịu không ít thiệt thòi rồi. Sủa đi. Hồ Thiếu, chúng ta thật sự là phải làm thế sao? Hồ Thiếu, mau sủa đi, bằng không thì ăn cám. Ngại mất mặt chưa đủ hay sao? Vâng, quảng quảng. Ê, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, buồn cười quá. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ sau đi đường cẩn thận một chút. Đợi một chút, ngươi còn chưa sủa mà. Cái gì tiểu tử? Tao khuyên mày, đừng tuyệt đường người ta như vậy. Làm người lên lưu lại một đường sống, ngày sau còn dễ nói chuyện với nhau. Mày biết tao là ai không? Ta đâu cần biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là ngươi thua phải sủa tiếng chó. Sủa cái con mẹ mày, mày chờ đó cho tao. Thua không thực hiện nổi, từ nay về sau cũng đừng học người ta đi đánh cuộc. Lâm Hải thật là khí phách. Chúng ta mãi mãi yêu người. Lâm Hải, hãy vì hoa hậu của trường học chúng ta trình diễn một khúc đi. Lâm Hải, chúng ta còn chưa nghe đã tai đấy. Được. Chúng tinh phổ nguyện, cảm giác thật tuyệt vời. Hề Nguyệt, anh trình diễn một bài tặng em. Hoa cúc tàn, mặt đất càn khô. Cánh hoa úa tàn. Alo, Cường ca, xử lý một tên giúp ta. Ca khúc vừa rồi rất hay, cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì? Bài hát ấy vốn là tặng cho cậu mà. Là người ta thật lòng thấy thích mà. Hơn nữa, cũng đã học được không ít thứ từ người. Hề Nguyệt, hình như em có tâm sự gì sao? Tôi không có việc gì. Hề Nguyệt, chắc chắn là có chuyện gì đó. Bằng không thì tại sao em lại đến quán bar để hát? Tôi không có việc gì. Alo, mẹ à. Cái gì, mẹ đừng có gấp, con tới ngay. Hề Nguyệt, em đi đâu vậy? Lâm Hải, tôi tới bệnh viện. Không nói nữa, anh đi cùng em. Bác sĩ, xin ông hãy gia hạn thêm 2 ngày nữa. Các người nợ bệnh viện 1 vạn tệ. Nếu như không phải là ta, các người đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Hôm nay hoặc là trả đủ tiền, hoặc là các người phải rời khỏi đây. Mẹ, Tiểu Nguyệt, mau cầu xin bác sĩ Vương đi. Nếu không thì cha của người không sống nổi mất.
cầu xin ai cũng vô dụng. Thế nhưng mà ta là người dễ mềm lòng, nếu như đêm nay ngươi đến phòng làm việc của ta thì ta có thể giúp đỡ suy nghĩ một ít biện pháp. Nhà ngân hàng bên trong có hơn 10 vạn, mật mã là 6 số 0. Chiếu cố người bệnh cho thật tốt, nếu có một chút sai lầm nào ta sẽ giết chết người. Lâm Hải, người này ra tùy ý vung ra 10 vạn, xem ra lai lịch của hắn không hề nhỏ, hiện tại tốt nhất là không nên trêu chọc. 10 vạn tệ, đủ tiền phí cho một tháng. Một tháng sau mà không có tiếp, thì cũng đừng trách tôi vô tình. Lâm Hải, đó là tiền của người ta không thể, không thành vấn đề, dù sao chúng ta cũng không phải là người ngoài. Tiểu Nguyệt, người này là mẹ, hắn là bạn học của con. Chào gì, cháu là Lâm Hải. Lâm Tiểu Hữu, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Tiền của ngươi chúng ta nhất định là sẽ mau chóng trả lại. Ây, ngươi đừng khách khí, đừng xem cháu là người ngoài chứ. Vậy tốt quá, cha của ngươi sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa rồi. Mẹ mệt mỏi rồi, con dẫn mẹ đi nghỉ ngơi. Ồ, tốt tốt. Thanh Nguyệt, Lâm Hải, cảm ơn cậu. Từ nhỏ tớ đã thích ca hát, cha tớ luôn một mực ủng hộ cho tớ. Ông ấy rất thích nghe tớ hát, còn một mực cổ vũ tớ đi tham gia giải thi đấu thanh ca. Không may là năm trước phụ thân vì đi tới cuộc thi thanh ca để cổ vũ cho tớ, trên đường xảy ra tai nạn giao thông, biến thành người sống thực vật. Mà cũng bởi vì tớ chưa đủ năng lực nên thi rớt rồi. Vì vậy năm ngôi vị quán quân của cuộc thi thanh ca đối với tớ rất là quan trọng. Yên tâm, tôi nhất định là sẽ giúp cậu cướp lấy vô địch. Lâm Hải hả? Hey, đừng nói chuyện. Thật con mẹ nó chứ, đêm hôm khuya khoắt còn bắt ta đi thu thập người khác. Người ta đang hành sự đi, chúng ta còn có việc khác phải làm. Là ná tên Cường đầu trọc, may là không bị phát hiện, tránh được phiền toái không cần thiết tới. Cường ca, tên tiểu tử này giống như cái tên hôm trước đã đá trúng bi của anh. Cái gì, ta kháo, tinh mắt thế. Cường ca, lên đánh hắn như tử, xé nát quần áo của con nhỏ kia đi. Chuẩn bị xong chưa? Không ngờ tiểu tử này lại đang cười. Nhớ ra rồi, tiểu tử này có chút tà môn, lần trước không biết chuyện gì xảy ra đã bị một làn gió thổi bay. Nhanh lên đi Cường ca, trộm đào của tên tiểu tử đó đi. Không ổn, chẳng lẽ các ngươi đã quên chưa nếm mùi vị đau khổ rồi sao? Cái này thì làm sao để rút lui đây chứ? Ây, lấy thân phận của Cường ca sao có thể tùy tiện khi dễ người khác được. Mới ai không biết Cường ca ở Lam Nha chứ? Toàn thân run rẩy, sợ vãi mồ hôi. Ây, huynh đệ quá khen, đây chẳng qua là người qua đường đồn đại mà thôi. Nhìn qua tiểu tử này giả bộ sợ ta, giả vờ lùi một bước đi. Cường ca, tên tiểu tử này câm miệng. Ây à, đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng còn phải làm, tạm thời không quấy rầy các ngươi nữa. Đúng rồi, cái tên tiểu cử kia học đại học gì vậy? Đúng, ngài quên rồi sao? Đó là đại học Giang Nam. Vị bạn học này, ngươi biết đại học Giang Nam ở đâu hay không? Bên kia ngẹo trái nào đến. Cường ca, muốn tớ làm gì? Đa tạ vì đã chỉ đường, kỳ thật không có chuyện gì khác, chỉ là đi đại học Giang Nam giáo huấn một tên gia hỏa tên là Lâm Hải. Các huynh đệ, chúng ta phải giữ được khí thế như thế này. Lên nào, lên. Lâm Hải, bọn chúng tới tìm ngươi sao? Là anh Nguyệt đang lo lắng cho ta sao? Đáng ghét, người ta đang nói chuyện đúng đắn đấy. Nhất định là cái tên họ Hồ kia thua kèo, lại gọi người để đối phó với ta.
Ơi, vậy thì làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, không phải là lần trước cũng không có việc gì hay sao? Chuyện của phụ thân người ta cũng sẽ nghĩ cách. Yên tâm đi, thời gian không còn sớm nữa, để ta dẫn ngươi quay về ký túc xá đi. Đừng lo lắng, không phải là lần trước cũng không có việc gì sao? Chuyện của phụ thân người ta cũng sẽ nghĩ cách. Yên tâm đi, thời gian không còn sớm nữa, để ta dẫn ngươi quay về ký túc xá đi. Khung cảnh ban đêm thật là đẹp. Để tránh cường trọng, tạm thời ta không nên quay về, đi dạo xung quanh một chút. Lôi thần, bán một khỏa thôi nguyên châu, tích tụ 18 đạo cửu thiên thần lôi, cách dùng thuận tiện, quần công hãy ra giá. Thác thác thiên vương 80 điểm công bức, La Cha 180 điểm công bức. Thác thác thiên vương, La Cha 280, La Cha 380. Thác thác thiên vương, đồ ngu ngốc, người một nhà có mỗi cộng đồng mà còn mặc cả. Lôi thần, chết cười ta, tranh thủ thời gian giao tiền giao tiền. Nói không chừng bệnh của phụ thân cô ấy, mấy tên quái nhân ở trong quầy này có thể chữa trị, vừa vặn có thể hỏi một chút. Cần mua đan dược. Tiểu hồ đầu tiên, cần mua đan dược có thể trị bệnh cho người thực vật. Nhị nang thần, người sống đời sống thực vật, là thực vật tu luyện thành tinh hay sao? Hằng Nga không biết, là lần đầu nghe nói. Chưa bắt giới, đối phó với thực vật, mời tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Ngô Cường. Tiểu hồ đầu tiên, nói đi, chém tên nào? Chém trước thu phí sau. Đại tiên, cần mua đan dược sao? Chỗ ta có thuốc gì cũng có. Có đan dược chữa cho người thực vật hay sao? Không có. Đại tiên, người thực vật là cái gì vậy? Nói đúng ra là một người còn sống, nhưng không có cách nào để tỉnh lại. Ây, vậy hắn là linh hồn ly thể rồi. Ta thường xuyên đi qua lại vào dược đồng của lão quân. Chuyện của người để ta hỏi hắn một lần, hỏi hắn một chút, dùng đan dược gì thì có tác dụng. Tốt, đa tạ rồi. Xem ra tiểu nhân vật có đôi khi cũng có thể giúp đỡ rất nhiều à. Đúng rồi, ngươi có vật gì có thể trong thời gian ngắn tăng cao tố chất của thân thể con người hay không? Dạ, dù sao cũng bị cường trọc theo dõi, đánh nhau một trận là không thể tránh, vẫn nên sớm chuẩn bị thì hơn. Ta chỉ là một sùng vật, làm gì có thứ bảo bối ấy. Kim hoa dược, lại luyện một khóa trúc cơ đan. Bất quá với đan dược này của hắn, cho phàm nhân ăn còn được, với bọn ta không có một chút tác dụng. Thảo, đúng là cho phàm nhân dùng rồi, mau cho ta thu được một khóa trúc cơ đan. Tốt, 10 điểm công đức. Không có, 5 điểm công đức cũng không có. Đại tiền, ngài không thể khi dễ một con thỏ được. Ta dùng một củ cà rốt đối với ngươi được không? Cà rốt, cái đó là gì? Thiên đình chúng ta ăn tiên đan, uống thanh nộ, kim tiên trở lên còn có thể ăn bàn đào. Chưa từng nghe qua thứ gọi là cà rốt này. Chưa từng thấy, vậy chuyện này dễ xử lý nha. Cà rốt à, nó còn tốt hơn là so với bàn đào ấy chứ. Cam đoan sau khi ngươi ăn xong sẽ khen không dứt miệng. Thật vậy sao? Có thứ như vậy sao? Có, thế nhưng làm sao mới gửi qua cho ngươi đây? Quét một cái nào được. Cậu ca, chúng ta thương lượng với nhau được không? May chết. Tranh thủ thời gian, nhờ dịp hiện tại quét một cái. Đang gửi đi. Đại tiên, đã nhận được rồi. Thứ này là cà rốt sao? Rõ ràng là cho ta thứ quý giá như vậy. Thật tốt quá, ta sẽ nhớ kỹ người. Thích là được rồi. Đại tiên, có thứ gì đó đang đuổi theo ngài sao? Không có gì, ta đang chạy bộ mà thôi. Trước tiên phải cúp máy cái đã. Ơi, bản thân thật sự là càng ngày càng tồi tệ rồi. Thậm chí ngay cả cảm tình của con thỏ cũng đi lừa gạt. Cuối cùng cũng thoát khỏi cẩu ca rồi. Nhìn hỏa tiên đan kia một chút đi. Trúc cơ đan do thái thượng lão quân tọa hạ kim hoa đồng tử luyện chế, phẩm chất thấp kém, không có gì đặc biệt. Phàm nhân sau khi phục dụng có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Thôi quá mẹ nó, như thế nào mà thối như vậy? Lâm Hải, hóa ra mày là Lâm Hải.
May mà lão tử khôn khéo, thiếu chút nữa là bị ngươi lừa. Đuổi theo nhanh đấy. Không cần phải trốn nữa, tao nhìn thấy mày rồi. Lần trước trong quán bar tao uống quá chén nên mày may mắn thoát được. Lần này tao không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Ra đây chịu chết đi, Lâm Hải. May mắn mà bạn gái của Triệu công tử cho ta xem hình của ngươi, nếu không lại bị ngươi lừa bịp rồi. Tên quỷ nghèo này chắc chắn là mày đang gian lận để thắng, lại còn bắt chúng ta sủa. Thật sự là cười chết người mà. Không sai, Lâm Hải. Tốt nhất là mày ngoan ngoãn nhận thua, sủa 3 tiếng, bằng không thì hôm nay mày đừng nghĩ dễ chịu. Mày đừng nghĩ sống dễ chịu rồi. Lại là Vương Đình. Ăn. Không còn gì để mất nữa. Ta kháo, khó luốt vãi. Ăn ngon. Cái này là trái ác quỷ hay sao mà khó ăn như vậy? Tiểu tử Lâm Hải này lại đang giở trò quỷ gì rồi? Cường Trọc, đi giao huấn hắn một chút cho tao. Giao cho ta đi, lão đại. Cơ hội thể hiện tới rồi. Tiểu tử, trốn ở đây. Chỗ này để gọi mẹ đấy à? Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy hả Lâm Hải? Đây là uy lực của kim đan sao? Cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Còn chưa dùng hết sức. Chú tiểu tử, ngươi đang kiêu ngạo cái gì ở đây? Cùng lên đi đánh hắn. Chịu chết đi, nhất kích tất sát. Cho ngươi biết sự đại hại của chúng ta. Ấy, à, tha. Thật là thống khoái. Cường Trọc, thủ hạ của ngươi không được. Ngươi mau tự thân xuất mã, giáo huấn hắn đi. Đúng vậy, đúng vậy. Ngàn vạn không thể bỏ qua cho hắn. Hải ca, xin hãy nhận em làm đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ đi. Ách, đầu óc tên Cường Trọc này thật đúng là không bình thường mà. Cường Trọc, ngươi mất khôn rồi à, mau đi xử lý hắn đi. Ngươi không phải là người lợi hại nhất Lam Nhai này hay sao? Còn muốn lăn lộn cùng Diệp thiếu gia nữa hay không? Từ nhỏ ta đã ưa thích võ thuật. Ta thật tâm sùng bái cao thủ như Hải ca vậy đấy. Nhất là chiêu Phật Sơn Vô Ảnh Cước kia. Sau khi bái sư, sư phụ nhất định là phải dạy ta. Cường Trọc, gia hỏa này đang nói cái gì đấy? Phật Sơn Vô Ảnh Cước là cái gì? Thực sự mấy tên này ngu ngốc không có giới hạn. Không thấy được mấy tên thủ hạ mạnh nhất của ta bị một chiêu đánh gục hay sao? Ta thấy tên tiểu tử này quá tà môn rồi. Ta còn chưa hỏi tội các người, hại ta chọc phải nhân vật lợi hại như vậy đâu đấy. Hơn nữa, ta đây là kẻ thức thời, mới là Trang Tuấn Kiệt. Cường Trọc, gia hỏa này đang nghiêm túc sao? Sư phụ có gì phân phó? Tuy rằng không hiểu nổi tình huống, bất quá nếu có thể thu được một trợ thủ như vậy cũng không tệ. Dù sao bây giờ ta cũng không sợ các người giở trò quỷ gì sau lưng của ta. Ơi, việc thu đồ đệ gì gì đấy tạm thời bỏ qua một bên đi. Bất quá vừa rồi có người bắt ta sủa đấy, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên là phải khiến hắn phải nghe chính hắn sủa rồi. Cường Trọc, vậy ngươi giúp ta nhắc nhở đám người kia một chút đi. Nhất trí. Triệu công tử, học sủa đơn giản lắm, không bằng để ta dạy cho ngươi đi. Con mẹ mày Lâm Hải, sủa mau lên, muốn nếm thử một chút đau khổ hay sao? Mau buông nỗi ca ra. Go go, Lâm Hải, ngươi đừng quá đáng, mau bảo hắn buông nỗi ca ra. Ngươi chẳng những nghèo, hơn nữa còn bệnh hoạn. Ta hiện tại mới nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, lại làm nhân cặn bã. Vương Đình thật sự là cô ta chẳng lưu lại một chút tình cảm nào cả. Vậy thì cũng đừng trách ta, bắt cô ta sủa luôn đi. Được. Go go ẳng. Ê Lâm Hải, Hải ca, Hải ca ta biết nỗi rồi, tháo bọn chúng đi. Ai ơi, Hải ca, Hải ca, tất cả là con, là con Vương Đình kia châm ngòi đấy. Chuyện này không liên quan đến ta, đều là Hồ Thiếu phân phó. Thực sự chuyện này không liên quan đến ta. Hồ Vi, về chuyện này cho hắn, đừng giả trò sau lưng. Chẳng giống đàn ông chút nào. Đúng đúng, cút đi. Tốt tốt, ta cút đây. Lỗi ca đợi ta với. Sư phụ. Cường Trọc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sư phụ, khi nào người dạy cho ta Phật Sơn Vô Ảnh Cước vậy? Một kích vừa rồi hơn hẳn mấy chiêu kia. À không được, cô đi. Sư phụ có thể chỉ ta phương pháp, tự chính mình đi luyện.
Cái này ngươi nghe cho rõ đây. Mỗi ngày chống đẩy hít đất 1.100 cái, gập bụng 100 lần, gập đùi 100 cái, chạy bộ 10 cây. Chờ ngươi làm được những thứ này rồi hãy tới tìm ta. Saitama. Ta biết rồi sư phụ. Ta sẽ đi luyện ngay, đa tạ sư phụ đã chỉ dạy. Đần độn. Mặc kệ đi, cảm giác toàn thân tràn trề sức mạnh. Cả thời gian thì phải cảm ơn con thỏ kia một chút. Không còn sớm nữa, quay về ký túc xá đi. Hai tử, mau dậy. Hả, Hinh Nguyệt, ngươi tới rồi hả? Ngươi đang nói sảng cái gì đấy? Lên đến diễn đàn trường mà xem đi. Có người đang video ngươi trong phòng tập hát. Tối qua lên trên mạng có mấy nghìn bình luận. Ngươi lỗi khắp trường rồi nha. Ngươi xem tiêu đề: Ca Vương Nam Hải, Anh Không Tái Thế, Lữ Thần Hinh Nguyệt Danh Hoa Đã Có Chủ. Trái lại là chửi mắng đám người của Hồ Vi, Triệu Lỗi và Vương Đình. Xem ra đám người này hoàn toàn mất mặt rồi. Thức dậy, lướt nét một chút. Lạ và ngại quá. Đại Minh Tinh rời giường chưa? 8 giờ tối nay tới nhà ta. Mẹ ta muốn mời ngươi ăn cơm, có rảnh hay không? Có rảnh, mẹ vợ tương lai mời. Tiểu tế nhất định sẽ đến đúng giờ. Ba Hoa, 7 giờ rưỡi ta ở cửa trường học chờ ngươi, cùng đi về. Hồi tưởng lại chuyện hôm nay thì đúng như là một giấc mộng. Nhân sinh thật sự là quá kỳ diệu. Hả? Hinh Nguyệt, Tiểu Hải, các ngươi tới rồi, mau vào ngồi. A Di, lại gặp mặt. Mẹ, cơm tối làm xong chưa? Còn chưa xong, các ngươi vào đây từ từ ngồi nói chuyện một chút. Ta quay lại làm tiếp đây, sẽ xong ngay. Ngồi thoải mái, ta đi đổi đôi giày. Không cần khách khí. Không đúng, người cùng A Di đều ở nhà. Vậy thúc thúc ở bệnh viện thì có người nào chiếu cố? Mẹ của ta tạm thời để muội muội đi bệnh viện một lúc. Ngươi còn có muội muội? Ta sao lại không thể có muội muội? Ơi, tốt, có muội muội. Ăn cơm thôi. A Di, đây cũng quá phong phú rồi. Tiểu Hải nói đùa, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Vốn nên là mời ngươi dùng cơm ở khách sạn, thế nhưng hiện tại nhà ta bây giờ. A Di, người xem kìa, đi ăn nhà hàng. Đồ ăn làm sao ngon như vậy được? Thích nào tốt rồi. Ăn chậm thôi, không ai dành ăn với ngươi đâu. Thật sự là Hinh Nguyệt, mẹ tới bệnh viện đây, con cứ nói chuyện với Tiểu Hải nhé. Dạ. Nam Hải, anh qua đó ngồi trước đã. Em đi rót cho anh cốc nước. Cảm ơn em. Cảm ơn. Sau bầu không khí lại có chút gượng gạo. À, em đi rửa hoa quả cho anh ăn. Sao mình lại căng thẳng thế này? Lại là Tôn Đại Thánh. Hôm qua lão Tôn ta rơi độn hình đan của nhà ngươi xong, đã lượn một vòng mọi ngóc ngách ở trên thiên đình. Không biết là Đại Thánh thu hoạch ra sao. Thì ra con khỉ này dùng độn hình đan để đi trộm đồ. Đây là thứ lão Tôn ta tiện tay lấy từ chỗ của nhị năng thần, tặng cho ngươi đấy. Thiên nhãn thần thông, đa tạ Đại Thánh. Học thôi nào. Cấp độ lĩnh hội thiên nhãn thần thông hiện tại cấp 1. Cũng không có cái vẹo gì đặc biệt, ăn hoa quả thôi. Oh shit, anh làm sao vậy? Không có gì. Uống nước bị nghẹn mà thôi. Uống nước mà cũng bị nghẹn sao? Thì ra đây chính là thiên nhãn thần thông, lợi hại quá. Anh ăn chút hoa quả cho thơm miệng đi. Hả? À, anh thích thơm miệng bằng cách khác hơn. Đừng mà. Sao anh lại bắt nạt người ta ngay ở nhà người ta vậy? Hinh Nguyệt, anh xin lỗi. Chỉ là anh kìm lòng không đậu lên. Anh cứ tưởng. Đồ ngốc. Không sao đâu, chỉ là bị hù một trận thôi. Lần trước bị Cường Trọng phá rối giữa chừng, lần này cứ coi như là bù đắp lại cho anh. Ơi, Hinh Nguyệt thực sự quá đáng yêu rồi. Lâm Hải, em xin lỗi. Bởi vì nuôi nắng cho bệnh tình của cha nên tạm thời em không có tâm trạng nào để cùng anh. Cũng dễ hiểu thôi mà.
nếu đổi lại là anh cũng không còn lòng dạ mà. Phải rồi, về bệnh tình của chú, anh có thể hỏi người này xem, chưa biết chừng anh lại có cách. Anh ta lại có cách hả? Sao? Dù sao thì nói cũng thần thông quảng đại lắm mà. Đại thánh có chuyện muốn cầu cứu người, chuyện gì cứ nói thẳng ra, không phải ngại. Chuyện là thế này, ta có một người bạn hình như là hồn xác đã bị tách khỏi nhau, người vẫn sống song lại không tỉnh lại, không biết là có cách nào có thể cứu được hay không. Cực kỳ đơn giản, chỉ cần hoàn hồn đan của não quán nhì chỗ thái thượng não quân là có thể giải quyết được. Não tôn vừa hay mượn được một viên từ chỗ của não ta tặng cho ngươi này. Anh biết ngay là anh rất là thông thông quảng đại mà. Anh Nguyệt, chú được cứu rồi. Lâm Hải, lời anh nói là thật sao? Cha em, ông ấy thật sự là được cứu. Để anh xem nào. Mẹ nhà nó, hoàn hồn đan, hoàn hồn thánh dược, không phải là thần tiên, có uống vào cũng không có tác dụng. Gặp phải chó mực rồi. Vừa mới ba hoa với Huynh Nguyệt xong, cái não thái thượng não quân này thật sổ ná quá đi. Sao vậy anh? Chuyện đó, bệnh của chú dù sao cũng không nhẹ, không được nóng vội. Nhưng mà em yên tâm, anh nhất định là sẽ tìm ra cách. Lâm Hải, em tin anh. Dáng vẻ này của Huynh Nguyệt thật khiến người ta cảm thấy thương hại. Em chớ lo lắng, anh sẽ hỏi thêm xem. Hỏi xem đại thánh còn có loại hoàn hồn đan nào dành cho người phàm hay không. Không có, không được. Mình phải tang thái thượng não quân vào rồi trực tiếp hỏi mới được. Thái thượng não quân, có loại hoàn hồn đan nào mà người phàm cũng uống được không? Có đấy. 10.000 điểm công đức. Não ra sò ná. Nhanh thật đấy, đã tới ký túc xá rồi, phải đấy. Em về đây, Hinh Nguyệt. Nghỉ ngơi cho tốt, chuyện của chú cứ giao cho anh, được chứ? Vâng, mình nhất định là phải hỏi thái thượng não quân. Chưa biết chừng lại có cách. Thái thượng não quân có loại hoàn hồn đan nào cho người phàm rẻ hơn một chút hay không? Không có, lão phu một khi đã luyện là luyện cả một nò. Luyện nguyên một viên giá thành rẻ sẽ rất cao. Luyện nguyên một viên giá thành sẽ rất cao. Tiểu hữu muốn lấy đan cho người phàm làm gì vậy? Không, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ây, nhắc tới người phàm làm ta lại muốn hạ phàm nha. Tiếc là tiên phàm cách quá xa, đã 3.000 năm rồi. Xem ra hết cách rồi. Đừng nói tới là 10.000 điểm công đức, thậm chí một điểm công đức mình cũng không lấy đâu ra. Có phải lúc này cũng có thể lấy củ cà rốt mà trao đổi với ông ta đâu. Lão con hôm nay quên phát hồng bảo quên phát hồng bao phải không ta? Xem chút nữa thì quên. Phát ngay bây giờ đây. Con mẹ nó, thanh tâm đan, thánh dược đuổi trừ tâm ma, không phải thần tiên uống cũng có tác dụng. Vãi thật. Chàng trai, cướp được hàng ngon đấy. Thanh tâm đan là thần dược độ kiếp, dưới 1.000 điểm công đức đừng có bán. Tôn ngộ không, đa tạ đại thánh chỉ bảo, xem ra là hàng ngon đây. Nhưng mà không biết ai muốn mua nhỉ? Chẳng lẽ phải đi hỏi từng vị đại thần? Xin hỏi, gần đây người muốn độ kiếp hả? Thật là mắc mệt quá đi. Tuy đã hứa chắc như đinh đóng cột với Hinh Nguyệt, nhưng mà bây giờ xem ra thực sự là hết cách rồi. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ma Lễ Hải, thỉnh cầu được trở thành bạn tốt với người. Ma Lễ Hải, đạo hữu, thanh tâm đan mà ngươi giành được có bán không vậy? Ôi đạch, trốn, núp rừng. Vẫn may không có ai chú ý. Đúng là lúc thì tìm mỏi mắt cũng không ra. Khi không chẳng phải lại có người tự mò đến. Có, tất nhiên là bán rồi, ngươi ra giá đi. 300 thế nào? May mà đại thánh đã dặn dò trước, bắt nạt người không hiểu. Không hiểu gì như mình, thử hỏi có ngửi được không? 500 thì thế nào? Không thể nào cao hơn nữa đâu. Tặng ngươi một ánh mắt, tự mình cảm nhận đi. 600. Ngoài ra, còn đàn miễn phí, cho đại tiên nghe một khúc nhạc. Ta cũng hiểu âm luật, ta đàn cho ngươi nghe được rồi. Sao lại không nói gì nữa? Không phải là hắn không thèm mua nữa chứ? Mình phải nhẫn nại, chưa biết chừng hắn đang giấu chiêu lớn gì thì sao? Trong tay ta chỉ có 600, 400 còn lại có thể thay thế bằng thứ khác không? Cuối cùng cũng không tìm được mà ra chiêu lớn rồi. Vậy ngươi nói xem, thứ gì ra đợi lấy thứ gì ra để đổi nào? Nếu không vừa mắt thì ta không thèm lấy đâu. Dạ ngư bách nữ đồ của Đường Bá Hổ. Cái gì?
Hôm sau, alo Hinh Nguyệt, em rảnh chứ? Có muốn cùng anh tới một nơi hay không? Em đợi ở cổng trường nhé, Lâm Hải. Anh muốn đi đâu? Trong tay anh là thứ gì vậy? Bà bối đấy. Anh đã gọi xe rồi, mình đi thôi. Thần bí vậy ha. Em cứ lên xe rồi sẽ biết đi đâu thôi mà. Đúng vậy. Ơi chú em, đây là bạn gái của chú hả? Xinh thế. Đến vạn cổ đường hả? Ngồi cho chắc nhé. Chỉ mười mấy phút nữa là sẽ đến nơi thôi. Lâm Hải, anh tới vạn cổ đường làm gì vậy? Em tới đó là sẽ biết ngay thôi. Đánh giá cho tôi 5 sao đấy nhé. Vào trong thôi. Dạ. Tên nhà quê kia từ đâu chui ra vậy? Cô gái trông còn tạm được. Tiểu nhị, tôi muốn bán chanh. Bán chanh, chanh gì? Nói trước thế này nhé, tiệm chúng tôi không phải là món hàng rắc rưởi gì cũng nhận đâu. Thật là vô lễ. Bức họa của đường Bá Hổ có nhận không? Hả, đường Bá Hổ? Anh nói tôi là trò cười đấy hả? Tác phẩm là bút tích thực của đường Bá Hổ còn tồn tại trên đời này, sớm đã thất lạc từ lâu rồi. Hàng nhái không nhận, lượn đi lượn đi. Đúng là không có mắt nhìn, Hình Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Bút tích thực của đường Bá Hổ còn sợ không có người muốn mua hay sao? Quan đã, cậu nói là bút tích thực của đường Bá Hổ? Ông chủ. Không sai, thưa ông chủ, tiểu tử này tới gây rối, muốn bán hàng nhái tác phẩm của đường Bá Hổ. Chàng trai, hàng nhái mà lại làm như bút tích thật của đường Bá Hổ rồi mang đi bán, cũng quá lừa người trắng trợn rồi. Ông thậm chí còn chưa nhìn mà đã nói đây là hàng nhái. Tôi thấy vạn cổ đường này của ông xem ra cũng chỉ có danh hão mà thôi. Tôi thấy các người mới là quân lừa đảo. Chúng ta đi tìm tiệm khác. Chờ chút. Thứ cho là hàng nhái tác phẩm của đường bạn, của đường dần. Giữa tác phẩm xuất phát từ ngòi bút của hội họa sĩ lớn và một họa sĩ quen thì cũng có khoảng cách vô cùng lớn. Thấy tiểu tử nhà cậu làm bộ làm tịch thế kia, có dám để ta xem bức họa của cậu rốt cuộc là ai vẽ nhái lại không? Được thôi, có gì mà không dám. Lát nữa đợi ông đợi ông nhận ra bút tích thực, xem ông bị hạ bệ thế nào. Sẵn sàng chưa? Dạ ngự bách nữ đồ. Khoan đã. Dạ ngự bách nữ đồ, đùa hơi quá rồi nha. Lã phu ở trong nghề bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nghe nói đường dần từng vẽ bức họa nào tên là dạ ngự bách nữ đồ. Thứ này của cậu thậm chí còn không được tính là hàng nhái, rõ ràng là hàng giả, lừa đảo trắng trợn. Ba cái tuổi danh không học gì cho tử tế, lại đi lừa bịp người ta. Cút cút, nếu không tôi sẽ kêu người đuổi thẳng cổ hai người đấy. Không sai, hắn ta chính là một tên lừa đảo. Lâm Hải làm ra vẻ gì chứ? Nghèo kiết xác như anh thì lấy đâu ra thứ gì đáng tiền? Không phải là lừa đảo bịp bợm thì là gì? Ôi chao, kia chẳng phải là Hồ công tử hay sao? Còn có Triệu công tử nữa. Lại là mấy người này, lúc nào cũng như là âm hồn bất tán. Ôi chao, Hồ công tử lại tới chọn quà tặng à? Tiệm của ta dạo gần đây thu thập được không ít đồ cổ mới mẻ nha. Hinh Nguyệt, em cũng tới đây hả? Tôi thân thiết với anh lắm hay sao? Lâm Hải, chúng ta về đi. Được. Em không ưa mấy người này. Đợi đã, tiểu tử, chớ chuồn vội thế chứ. Không phải cậu tới bán tranh hay sao? Có dám bày ra cho tôi xem rốt cuộc loại tranh vỉa hè này của cậu là mua ở đâu ra? Này, nghe nói có người đang đứng bán bút tích của đường Bá Hổ ở vạn cổ đường đấy. Thật sao? Mau tới xem thế nào. Bút tích thật của đường Bá Hổ, tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt. Đi tới đó nào. Này chàng trai kia hả? Người bán bút tích thực của đường Bá Hổ là người nào vậy? Nghe nói là hàng giả, hắn là một tay lừa đảo. Ý công chúng ta chạy đến, hóa ra là lừa đảo à? Thanh niên thời nay thật đúng là. Tiểu tử này hôm nay đã phải thép rồi. Trước mắt con tinh tường của Hồ thiếu thì mau thừa nhận đi, tên lừa đảo kia. Sao nào, có dám mở ra hay không? Chuột dạ thì mau thừa nhận đi. Thừa nhận là kẻ lừa đảo trước mặt tất cả mọi người ở đây. Lũ ruồi nhặng này giác tâm muốn vũ nhục mình trước mặt đám đông. Lúc trước để mày chuồn mất, lần này là chính mày tự chui đầu vào giọ. Và cậu xem cũng được thôi, nhưng nếu bức họa trong tay tôi là hàng thật thì sao? Mọi người xem cậu ta kìa, vênh váo ghê. Cứ như thể trong tay cậu ta là bút tích thực của đường Bá Hổ không bằng. Vậy nếu là thật thì sao? Nếu là thật thì ông đây theo họ mày luôn. Hôm nay mày tiêu đời là cái chắc. Xem mày làm trò cười trước mặt của thiên hạ thế nào nhé con. Tuyệt đối chớ làm vậy. Tôi chẳng có đứa con trai nào như cậu. Mày, nếu bức họa trong tay mày là thật thì mày tùy ý chọn một món đồ trong vạn cổ đường này, ông đây tặng cho mày luôn.
Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng mà ngoài ra còn phải thêm một điều kiện nữa. À, lần trước bắt cậu học theo tiếng chó sủa mà cậu lại chuồn mất. Lần này cậu phải bù lại hết đấy. Lần này cấm chỉ lấp liếm, dám hay không? Ông mày có gì mà không dám? Nhưng nếu là hàng giả thì mày rời xa Hinh Nguyệt, còn phải bò ra khỏi đây giống như là một con chó. Ok, mau nhìn kìa, hắn mở bức họa ra rồi. Đây, đây là thứ gì? Ôi, tao buồn cười chết mất. Bút tích thực của Đường Bá Hổ cay cắp khô gì chứ? Đây rõ ràng là một bức xuân cung đồ. Chắc mày mua 50 tệ, tao cho mày 60 tệ luôn. Coi như là bo cho mày 10 tệ bắt taxi. Lâm Hải, anh ta là tên dâm dê đê tiện không biết xấu hổ. May là tôi đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của anh ta. Anh, ghét anh. Đám quỷ heo sắc mấy người chẳng khác gì ông chủ của Vạn Cổ Đường. Chẳng những không có năng lực giám định thưởng thức mà ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có. Mày nói gì thằng danh con? Mày không muốn bước chân ra khỏi Vạn Cổ Đường này nữa hả? Không biết trong các vị ở đây có vị nào có thể giúp tôi giám định bức họa này? Lã Phu có thể thử sức một phen. Chàng trai, Lã Phu cũng có chút tâm đắc trong việc giám định bút tích thật sự của Đường Bá Hổ. Có thể cho Lã Phu thử sức hay không? Vị lão tiên sinh này xem ra có thể tin tưởng được. Không biết vị này là? Vị này là Vương Lão, phó chủ tịch hiệp hội thư họa quốc gia. Trong những tác phẩm của Đường Bá Hổ còn tồn tại cho tới ngày nay thì có 3 bức là do Vương Lão giám định. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Có Vương Lão ở đây là tốt rồi. Hàng giả tuyệt đối không thể nào qua mắt được. Và đấy, trình độ giám định của Vương Lão ở trong nước không xếp hàng đầu thì cũng phải là hàng thứ hai. Ôi cha Lão Vương, sao ông lại rảnh rỗi ghé thăm cửa tiệm hèn mọn này chứ? Quả là vinh hạnh cho kẻ hèn mọn này quá. Trời ơi, nào có bút tích thực gì đâu, chỉ là một tên lừa đảo đang kiếm chuyện ấy mà. Từ đằng xa đã nghe nói người tới đây bán bút tích thực của Đường Bá Hổ nên Lão Phu cũng tới góp vui. Diệp đại thiếu, cậu cũng tới à? Chào Hồ công tử. Lão tiên sinh là chuyên gia quyền uy về phương diện này, vậy thì phải nhờ lão tiên sinh tới giám định rồi. Mời qua bên này. Được được, chàng trai rất là khiêm tốn. Vương Lão, tên tiểu tử này chính là kẻ lừa đảo, ông đừng lãng phí thời gian với hắn làm gì. Phải, tên tiểu tử này mang bức xuân cung đồ này mà lại nói bậy là bút tích thực của Đường Bá Hổ, rõ ràng là dung tục lại còn tham lam. Là thật hay giả Lão Phu tự khắc biết phán đoán, hay là mấy người đang nghi ngờ năng lực của Lão Phu? Không dám. Nghe Vương Lão ế mấy tiếng lại còn thở dài, xem ra chắc chắn là đồ giả rồi. Ông chủ, đuổi hắn ra khỏi tiệm đi. Thằng danh này quả nhiên là tên lừa đảo, mau bảo hắn cút đi. Lâm Hải, mày còn nói được gì nữa hay không? Chuẩn bị mà bò ra khỏi đây như một con chó đi. Chẳng lẽ là hàng giả thật sao? Không thể nào, Ma Đế Hải sẽ không lừa mình đâu. Chàng trai, cậu có bức họa này từ đâu vậy? Là một người bằng hữu tốt tặng cho tôi. Dù sao thì bọn nó cũng chẳng biết lai lịch của bức họa, cứ chém bừa ra một cái thôi. Xem ra người đó đích thực là bằng hữu tốt. Cậu ra giá đi, tôi muốn mua bức họa này. Nói đi, giá bao nhiêu, Lão Phu mua nó. Không phải chứ, lão già này chắc chắn là thông đồng với Lâm Hải. Lão ta cũng là tên lừa ư? Câm miệng lại cho tôi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu Vương Lão đã có nhã ý muốn mua thì tôi cũng để ra hữu nghị 10 triệu coi như là đáp lễ Vương Lão đã giúp tôi giám định. Thằng nhãi này mở mồm ra là hết giá 10 triệu, không sợ tụt mất nữa à? Lâm Hải, bức họa này thực sự đáng giá như vậy sao? Anh chớ có đùa bỡn lão tiên sinh nhà người ta. Cô gái này không hiểu rồi, bức họa này có kích thước tương đương với bức Giang Đình Đàm Đồ Cổ, cổ đồ của Đường Bá Hổ, còn bức Dạ Ngư Bách Nữ Đồ này thì chưa từng xuất hiện trên đời. Giá thành của bức Giang Đình Đàm cổ đồ đã là 11,5 triệu tệ, mà cậu ấy chỉ bán bức họa này với giá 10 triệu thì quá là hữu nghị rồi còn gì. Vương Lão chê cười rồi, 10 triệu nhỏ nhoi này mà có thể kết nối hiện duyên với ông thì tiểu tử tôi đây cũng là có lời rồi. Hey, rõ ràng có chuẩn bị, kết quả vẫn bị hố. Thôi bỏ đi, cậu cho tôi phương thức thanh toán, ngay bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Không hổ là người có tiền, chuyển 10 triệu tệ mà nói nhẹ như tênh, như một chuyển một
như là chuyển 100 tệ không bằng. Đơn vị chục trăm, nghìn, vạn. Trời ơi, tay mình đang run bần bật. Thế là mình đã trở thành đại gia rồi. Cảm giác cuộc đời bước sang một trang mới thật là tuyệt vời. Lâm Hải, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúng ta quay lại với nhau nhé. Đừng có mơ. Ê, đúng là chó ngáp phải ruồi. Chúng ta đi thôi. Khoan đã, Hồ đại thiếu gia lại định quỵt lợ hay sao? Mày, ai muốn chuẩn chứ, thua thì sao chứ? Chọn món nào tùy thích. Tao nói nếu thua thì sẽ tặng cho mày một món đồ. Bổn thiếu gia đây mua nổi. Nói lời giữ lời đấy. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Món này có vẻ được đấy. Món này nhìn có vẻ đắt tiền này. Mẹ nó, tuyệt đối là đừng có mà chọn thứ đắt quá đấy. Hả? Chính là thứ này, ông chủ. Bức họa này bao nhiêu tiền? Niên đại của bức họa này khoảng những năm đầu thời Thanh. Còn về tác giả của nó hiện vẫn chưa rõ. Hình ảnh trong bức họa này tương đối thô sơ. Giá bức họa này rơi vào khoảng 10 vạn. Đồ nhà quê, rốt cuộc vẫn là đồ nhà quê. Cho mày chọn cũng không chọn đâu ra món đắt tiền. Hay là sợ bổn thiếu gia trả không nổi? Ồ, thế thì tôi đổi lấy bức đắt nhất vậy. Mày, tôi lấy bức này đi, phiền ông chủ quá nạn giúp tôi. Cũng phải cảm ơn ông với Hồ công tử rồi. Hôm nay tôi tới đây thật không uổng công chút nào. Đa tạ Hồ đại công tử nha. Mới sáng sớm đã kiếm được 10 triệu tệ, lại còn được Hồ đại công tử tặng không cho một món quà hậu hĩnh. Hây Nguyệt, thấy anh có lợi hại không? Lợi hại? Anh còn có thứ lợi hại hơn nữa cơ, có muốn thử không? Nói linh tinh gì đấy, trước mặt bao nhiêu người thế này. Lâm Hải, thằng danh mày, chớ vội tiểu nhân đắc chí. Chúng ta cứ chờ xem thử. Hồ đại thiếu gia chớ vội đi. Cậu đúng nhà nhà giàu hay quên nhà. Còn có một chuyện chúng ta cược với nhau mà cậu vẫn chưa thực hiện đâu đấy. Cái gì, thằng danh kia? Mày đừng có mà quá đáng. Quá đáng? Có gan cược cũng phải có gan chịu thua chứ. Nếu người thua là tôi, cậu cũng không thể để tôi bước qua cánh cửa này một cách dễ dàng. Anna, mày. Hồ công tử, thế này không được hay cho lắm. Diệp thiếu, được, ta có gan cược thì có gan chịu thua. Go go go. Hồ đại thiếu, sao phải khách khí như vậy chứ? Đã nói chỉ cần sủa 3 tiếng thôi mà. Đừng ngây ra đấy làm gì. Hai người cũng sủa lên cho tôi. Chúng tôi cái gì mà chúng tôi? Bảo hai người sủa thì sủa đi. Go go. Sao lại kéo cả chúng tôi vào chứ? Lâm Hải, bức họa anh bán lúc nãy là bút tích thực sự của Đường Bá Hổ thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Bằng không ai bằng lòng bỏ ra 10 triệu để mua nữa chứ? Bức họa này là một người bạn tặng cho anh thật hả? Không phải đâu, là anh nhặt được đấy. Đi thôi, chúng ta đi hát karaoke. Không thể quên việc này được. Nhưng mà đợi anh mang bức họa này về ký túc xá đã. Ồ, mau nhìn kìa, là Lâm Hải. Wow, thần ca Lâm Hải. Lâm Hải, em yêu anh. Chúng em đợi anh đã rất lâu rồi. Dạy em với, em cũng muốn hát. Ayo, hả? Tới lúc phải thưởng cho mình, tự thưởng cho mình một chút rồi. Hây Nguyệt, chiều em rảnh không? Chiều nay em có tiết thưởng thức nghệ thuật, có thể dùng được. Vậy chiều đi với anh một chuyến nhà, đi đâu? Lâm Hải, anh đưa em tới đây làm gì? Mua quần áo. Hả, quần áo ở đây mắc lắm. Sợ gì chứ, em quân bây giờ mình cũng là thổ hào rồi sao? Mua vài quần áo cũng là có gì chứ. Để chúng ta vào trong thôi. Uầy, nơi người có tiền hay nuôi tới cô khác lớn quá. Bên kia có đồ nữ trang, mình qua đó xem nha. Ôi, mua cho em hả? Không không, anh đã bỏ ra quá nhiều rồi, em không thể. Bây giờ anh không thiếu tiền, ở đâu có nhiều quần áo đẹp quá. Anh Nguyệt, em nhìn này. Không hổ là khu mua sắm lớn, chắc chắn là rất đắt. Chiếc này thế nào, thử nhé. Đừng sờ lung tung mà. Không sao, nhìn chiếc này xem. Anh Nguyệt, em mặc nó chắc chắn là rất đẹp, thử nhé. Chiếc đó giá 19.800 tệ. Mua thì mua luôn, không mua thì đừng có sờ vào. Đồ nghèo kiết xác. Lâm Hải, em có việc phải về trước. Hình Nguyệt,
Anh Nguyệt chào anh với. Anh Nguyệt, em sao thế? Hai ngày nay anh thấy em cứ lạ lạ thế nào? Lâm Hải, ngoài gương mặt này ra thì em chỉ là một đứa con gái nhà nghèo. Em chưa bao giờ nghĩ có thể sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Em chỉ muốn dựa vào bản thân mình. Bây giờ anh đã có tiền rồi, bên cạnh cũng có nhiều người tôn thờ, có thể vào những khu mua sắm cao cấp tùy thích. Nhưng em rất sợ những ánh mắt luôn quét qua người em mỗi khi chúng ta đi bên nhau. Em không muốn người ta nghĩ em là loại con gái đó. Lâm Hải, em tự ti lắm. Em và anh, thực ra anh cũng như em à. Tự ti lại còn sợ hãi, từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi loại hà hiếp. Yêu một người thì lại bị người ta cắm sừng. Cứ nghĩ cả đời mình sẽ thảm hại như vậy. Nhưng ông trời lại cho anh một cơ hội nữa để anh được gặp em, cho hai người đồng cảnh ngộ như chúng ta đến bên nhau. Chính bởi vì gặp được em khiến anh tự tin hơn, không còn tự ti như trước nên anh mới trở nên may mắn như vậy. Vì thế bây giờ tới lượt anh cho em mượn tự tin. Hãy để anh nói những kẻ đã hạ hiếp em biết. Em bây giờ là người con gái của Lâm Hải này. Lâm Hải, đi nào, anh muốn xem sau này còn ai dám bắt lạt chúng ta nữa không. Anh muốn làm gì em cứ theo anh là được. Em nhà quê sao lại quay lại rồi? Ôi, trước này, cả hàng này và cả những thứ này nữa đều gói lại hết cho tôi. Toàn bộ. Toàn bộ, cậu muốn chọc lão Lương cười chết mẹ luôn à? Nhìn cậu xem, từ đầu tới chân một cây hàng chợ, chỉ sợ là một cái cúc của chiếc áo này cậu cũng chẳng mua nổi. Chuyện này đơn giản. Quý khách thân mến, xin kính chào quý khách. Số dư hiện tại của quý khách trong tài khoản là 10 triệu tệ. Thế nào, có đủ để mua quần áo chỗ cô hay không? Đủ chứ. Ôi chào đại boss. Ông lớn, xin thành thật xin lỗi, là tôi đã nhìn nhầm rồi. Tôi sẽ gói đồ cho ngài ngay đây. Lâm Hải, hóa ra là đại gia tha hồ hốt tiền hoa hồng rồi. Nửa tiếng sau, tiên sinh, những bộ đồ của ngài tôi đã sắp xếp vào trong túi cho ngài rồi. Tổng cộng là 5.117.900 tệ. Tôi đã chủ động bỏ chỗ lẻ đi rồi, ngài chỉ cần trả 5.117.000 tệ là được rồi. Tiên sinh, trả bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ? Tôi ngay lập tức xuất hóa đơn cho ngài. Tiên sinh, ngài nói gì? Có gì muốn sai bảo hay sao? Bỗng nhiên anh lại thấy quầy áo bên cạnh tiệm kia cũng không tệ, chúng ta tới đó mua đi. Tiên sinh, ngài không đùa chứ? Chẳng phải ngài nói gói hết toàn bộ chỗ quần áo này lại sao? Đúng rồi, tôi bảo là gói hết lại. Tôi có nói là mua hết hay sao, có không hả? Cô thiểu năng à, làm gì có ai mua quần áo mà mua hết cả tiệm cơ chứ? Không những thái độ của cô rất tồi mà đầu cô cũng có vấn đề. Đừng bán quần áo nữa, về nhà mà bán khoai đi. Đi thôi, mình sang tiệm khác. Lâm Hải, thế này thực sự là quá đáng. Lấy người khác ra để làm trò đùa thế này. Ai bảo cô ta mắt chó mà còn khinh người cơ chứ? Cho cô ta ấm ức một trận đi, vui lên chút không nào. Đôi nam nữ chó má này ăn hiếp người quá đáng. Anh Cường, em gái bị người ta ăn hiếp. Đúng là người đẹp vì lụa, Hinh Nguyệt. Thế nào, mặc lên người nhìn cũng ra dáng gấu chó đấy chứ nhỉ? Làm gì có ai tự ví mình như thế chứ. Mua xong đồ cho chúng mình rồi, bây giờ sẽ lựa chọn cho thầy U mấy bộ quần áo. Em chọn giúp anh nhé. Được. Anh Cường, anh phải làm chủ cho em nha. Thật ăn hiếp người quá đáng. Em chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này. Lần trước tên họ Hồ nửa đêm nửa hôm bắt anh em ta đi xử thằng danh Lâm Hải, kết quả mấy anh em tới giờ vẫn phải ăn cơm viện đây này. Nếu không phải là ông đây nhanh trí giả vờ quỳ xuống bái sư thì chắc chắn đã qua được kiếp nạn này. Nghĩ lại mà giận sôi cả người. Hôm nay nhất quyết là phải tần cho nó một trận lên bờ xuống ruộng mới được. Anh Cường, bọn nó ra rồi. Chính là hai đứa kia. Hai đứa tiện nhân này, xem hôm nay chúng mày chạy đâu cho thoát hả? Kia chẳng phải là Cường chọc hay sao? Trùng hợp vậy ta. Hắn đợi ai ở đây vậy? Anh Cường, các người quen nhau à? Sư phụ trên cao, xin hãy nhận của đồ đệ một này. What?
Anh Cường, anh sao vậy? Hắn chính là tên bắt lạt em đó. Mau ra mặt giúp em, dạy cho hắn một bài học đi. Ra mặt cái con mẹ mày, quỳ xuống cho ông. Đúng là con đàn bà không biết tốt xấu. Chọc vào ai không chọc, chọc phải vị đại thần này. Hai ông mày lại phải quỳ, lại phải quỳ lần nữa. Cường Chọc, anh làm gì thế? Người phụ nữ này là ai? Ê, cô ta là bồ nhí của đệ tử. Nếu sư phụ vừa mắt thì đồ đệ xin kính biếu cho người. Tào nào gì thế? Ôi, thì ra sư nương cũng ở đây à? Vậy thì không thể thu nhận một cách quang minh chính đại rồi. Lần sau đồ đệ sẽ âm thầm mang tới cho người. Không cần, cảm ơn. Cường Chọc nói năng nhăng cuội. Vinh Nguyệt, em đừng cho là thật nhé. Sẽ không đâu. Cường Chọc, có chuyện này, anh biết chỗ nào mua xe được không? Dẫn chúng tôi tới đó. Đi thực chú hành. Bây giờ quần áo và ăn uống không phải lo nữa rồi, nên tính tới xuất hành thôi. Mua xe được chứ? Được chứ, đồ đệ sẽ đưa sư phụ đi mua ngay bây giờ. Mời sư phụ lên xe. Mày, nhiều xe đẹp quá. Đây là showroom 4S xa xỉ bậc nhất thành phố. Đồ đệ thấy chỉ có xe ở đây mới xứng với thân phận cao quý của sư phụ. Đồ đệ phải về luyện vô ảnh cước rồi. Không làm phiền sư phụ nữa, bài. Lâm Hải, sao bỗng nhiên Cường Chọc lại sợ anh thế nhỉ? Chuyện này ấy mà, có lẽ là sự anh tuấn điển trai của anh đã khuất phục được hắn. Anh Nguyệt, anh không biết nựa xe cho lắm, em giúp anh nựa một con đi. Em cũng không hiểu về xe mà. Ôi chào, hoan nghênh quý khách. Tôi là nhân viên bán hàng ở đây, xin hỏi hai vị muốn mua loại xe nào? Anh thấy chiếc xe này thế nào? Kinh tế lại còn thiết thực, phù hợp với lớp thanh niên như anh. Thế chiếc này thì sao? Thời thượng lại thoải mái, là sự lựa chọn hàng đầu của những người thành đạt. Giá bán 150 vạn. Vậy anh vừa mắt chiếc nào rồi, tôi giúp anh. Tôi cũng không biết nữa. Cậu chớ lãng phí thời giờ với tên tiểu tử này làm gì. Cậu ta căn bản là không mua nổi chiếc xe nào đâu. Còn ra vẻ cái thá gì ở đây thôi chứ. Cậu cũng chẳng có mắt nhìn gì hết. Ai có đủ khả năng mua xe? Ai chỉ là đến làm ra vẻ mà cậu không nhận ra hay sao? Làm nhân viên bán hàng nhiều năm như vậy rồi cũng bằng không. Ê, ông chủ Lưu, anh tới rồi à? Tôi mua con xe hồ ní bé bỏng của tôi một chiếc. Cho con hồ ní bé bỏng của tôi một chiếc. Tôi thấy chiếc này khá đẹp đấy, lấy chiếc này đi. Ôi chào, ông chủ Lưu đúng là hào phóng. Tôi sắp xếp ngay cho anh đây. Cảm ơn anh Lưu. Xinh đẹp thì có ích gì, cũng chỉ bám theo một thành khố rách áo ôm mà thôi. Chỉ có thể tới showroom hít hà hơi mùi xe mà thôi. Anh Lưu, anh nói xe có phải hay không? Anh nói xem có phải hay không? Phải. Mẹ nó, ông đây vung một đống tiền cũng xuất lắm đấy chứ. Chúng tôi chỉ là người bình thường, sao có thể sánh được với đôi cốc ghẻ ăn thịt thiên nga khiến người ta phải ngưỡng mộ như hai người. Thằng danh con này thế mà lại có mắt nhìn. Cái gì? Vậy thì tôi là cốc ghẻ rồi. Anh Niu, không phải, em không có ý đó. Tôi thấy chiếc xe này cũng không tệ. Thôi thì lấy nó vậy. Đây là chiếc Bentley Thiên Khải, đắt nhất showroom này. Có giá lên tới 4 triệu tệ. Đắt nhất thì sao? Tôi chính là muốn mua chiếc xe này tặng cho người con gái tôi yêu. Wow, anh Niu, em cũng muốn mua chiếc xe này. Mau mua cho em đi mà. Rốt cuộc anh có yêu em không vậy? Biến mẹ mày đi, con đàn bà ngu xuẩn như mày mà cũng đòi ngồi bên đây, cút. Này, mau ra mà xem này. Này là công tử nhà nào chạy tới trường ta cô gái đây? Ôi trời ơi, bên đây mẫu mới nhất, phiên bản giới hạn trên toàn cầu. Mẹ nó, nếu được lái con xe này thì đời của tôi coi như cũng là mãn nguyện rồi. Hả? Ôi này, kia chẳng phải là Lâm Hải và Liễu Hinh Nguyệt hay sao? Không khéo lại trở thành tiêu điểm mất. Trong lòng của anh có phải đang sợ mình đẹp đến chết người luôn hay không? Anh Nguyệt, mà anh phải về thăm nhà một chuyến. Em có muốn về cùng anh hay không? Về thăm nhà? Nhanh như vậy đã phải gặp không? Mai em còn phải vào viện thăm cha nữa. Để lần sau nha. Sắp phải xa nhau mấy hôm mà em chẳng lưu luyến người ta một chút nào. Ghét anh, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Em về trước đây. A Hải, cậu giỏi lắm, dám thân mật với hoa khôi của trường trước mặt bao nhiêu người như thế. Chiếc xe của cậu kia mượn từ đâu thế? Mượn gì chứ, tất nhiên là tôi tự mua rồi.
Sáng nay tôi chẳng bảo là tới tiệm đồ cổ để bán tranh hay sao? Bán được 10 triệu tệ. Không phải chứ? Ban đầu định tặng nó cho Hinh Nguyệt, nhưng cô ấy nhất quyết là không chịu nhận, lại nói là không có bằng lái, nên tôi đành phải tự lái về. Hey, good boy, chiều chuộng bạn gái như vậy, liệu Hinh Nguyệt theo cậu cũng không thiệt. Lâm Hải, bây giờ cậu có tiền rồi, đại gia phải làm gì đi chứ nhỉ? Được, mai tôi phải về thăm nhà một chuyến đã. Chờ tôi về sẽ mời mọi người một bữa thật là hoành tráng, nhất trí. Có chuyện gì vậy? Người anh em, xe của chúng tôi bị hỏng rồi. Cậu có thể cho chúng tôi quá ra một đoạn tới thị trấn Lan Thành, huyện Ngọc Điền hay không? Chúng tôi có việc gấp lắm. Cậu thanh niên, có thể chở ông già này một đoạn hay không? Thiên nhãn lại tự động mở ra. Xem ra người đàn ông này không hề đơn giản. Huyết sát chi khí, hạo nhiên chính khí. Đây là những từ đột nhiên nhảy ra trong đầu của mình. Cỗ huyết sát chi khí này dường như đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn con người, nhưng lại được hạo nguyên chính khí bao bọc chặt chẽ, khiến mình có cảm giác như đang đứng trước mặt một người khổng lồ, còn không biết nhỏ bé biết bao. Có thể đồng hành với trưởng lão, thực sự là niềm vinh hạnh của vãn bối. Lão nhân gia, mời lên xe. Ây, anh bạn nhỏ thú vị đấy. Được, vậy ông già này ngồi nhờ xe của cậu. Lão già, để tôi kiểm tra trước đã. Ôi không cần, chàng trai này rất được. Chàng trai xe đẹp đấy, rất là thoải mái. Tiểu Vương, cậu ở đây chờ xe kéo, ta và Tiểu Ngô đi là được rồi. Lão già, ngài ngồi cho vững nhà. Được được. Chàng trai, cậu đây là đi đâu? Chúng ta không phải làm lỡ hành trình của cậu đấy chứ? Nói ra kẻ cũng trùng hợp thật. Nhà tôi cũng ở trong thị trấn Lan Thành, huyện Ngọc Điền, cũng tiện đường. Ồ, vậy tôi muốn hỏi thăm người này. Ở chỗ cậu có người nào tên là Lâm Mậu Thành hay không? Lâm Mậu Thành? Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. À phải rồi, vẫn chưa biết xưng hô với cậu thế nào. Cháu là Lâm Hải, ông cứ gọi cháu là Tiểu Hải là được rồi. Cậu cũng mang họ Lâm? Ta họ Tiêu, cậu cứ gọi ta là Tiêu Não. Vâng vâng, được ạ. Chỉ còn vài phút nữa là tới trấn rồi, nhanh thật đấy. Cho chúng tôi xuống đây là được rồi, vất vả cho cậu rồi. Đây là danh thiếp của ta, Tiêu Thanh Sơn. Nếu cậu có dịp tới Yên Kinh, nhớ gọi điện thoại cho ông già này. Chắc chắn rồi, dù sao thì cũng chẳng có gì, chỉ có tên và số điện thoại. Không phải chứ, làm việc giúp tôi, làm việc tốt giúp người, đạt được 100 điểm công đức. Còn có loại thao tác này sao? Xem ra sau này phải làm nhiều việc thiện thì sẽ kiếm được nhiều điểm công đức. Đánh nó cho tao. Trả tiền, mau trả tiền. Ôi chao ơi, tôi trả anh từ lâu rồi mà. Vẫn còn già mồm này đánh tiếp cho tao. Này, dừng tay. Ô hay, đây chẳng phải là hải tử hay sao? Quách quá ha, lái bốn bánh về quê cơ à? Cậu Quế Cường, lâu rồi mới gặp. Chuyện này là sao? Giữa đường giữa chợ thế này, chú Vương, chú lại gây chuyện gì vậy? Ôi chào, thằng cha Vương trụ này vay ta 500 tệ, giờ nợ 300 tệ nữa, mà giờ trò không chịu trả. Hải tử nói xem có đáng ăn đòn hay không? Tôi chỉ là anh có 200 tệ, hơn nữa lần trước tôi đã trả hết cho anh rồi còn gì. Là vẫn còn dám ra mồm cãi láo, 300 tệ tiền lãi này mày định không trả hả? Muốn ăn đòn hả? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cậu Quế Cường, chú Vương chắc chắn là nhớ nhầm thôi mà. Thế này đi, tôi giúp chú Vương trả số tiền này, cậu thấy thế nào? Ồ, thằng danh mày mà có tiền à? Bà chị tao cũng là thím hai của mày, đang thục lợi nhà mày kia kìa. Cha mày tới một cắc cũng chẳng trả nổi, thế mà thằng danh mày lại có tiền ơ. Có, chờ một lát. Cậu nhìn này, đây chẳng phải là tiền hay sao? 300 tệ trả cho cậu. Ôi chà, có tiền thật đây. Cậu ơi, còn có thứ này nữa, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Ồ, thứ này không phải là dạng vừa nha, hải tử. Không ngờ thằng danh nhà mày lại có tiền thật. Con xe này, còn con xe này nữa, nhìn cũng khá đấy. Kiểu gì cũng phải mười mấy vạn. Phải phải, chiếc xe này tôi đi mượn người ta mà thôi, tôi làm gì mua đổi xe cơ chứ. Bao thuốc lá này người ta để trong xe ấy mà. Nghĩ ra thì cũng phải.
Cậu Quế Cường không còn chuyện gì nữa thì tôi đưa chú Vương về nhé. Đưa đi đưa đi. Chú Vương đi thôi. Không có gì, chú cứ về nhà đã rồi nói tiếp. Hải tử, sao tôi có thể để cậu trả tiền cho tôi chứ, tạo nghiệp thật. Ôi, cả người tôi bẩn thỉu thế này, không thể ngồi vào xe đâu. Chú đừng nói nữa, mau ngồi đi. Đi nào anh em, nhậu thôi, đi. Chú Vương, sao chú lại gây sự với Tôn Quế Cường vậy? Thằng con chú đòi mua điện thoại, vay mượn khắp lời mà vẫn thiếu 200 tệ. Thế là chú đành phải hỏi vay Tôn Quế Cường. Ê, sau này chú đừng vay hắn làm gì. Bọn hắn là lũ lưu manh hổ báo khu này. Tưởng mớ được xưởng sản xuất, cầu thang là giỏi lắm à. Làm cái nghề cho vay nặng lãi này cực kỳ thất đức. Chú Vương, cháu bảo rồi mà, xe là cháu đi mượn. Sau này sao còn để hắn nửa lần nữa chứ. Chú có bị chặt tay cũng sẽ không vay tiền của bọn nó. Nói ra thì hải tử cũng có tiền rồi, cũng có tiền đồ ghê nha. Mới mấy tháng không gặp mà đã có chiếc xe đẹp thế này về quê rồi. Thằng con chú mà được một nửa của cháu thôi thì chú đã mãn nguyện rồi. Cháu không. Chú Vương, cháu bảo rồi mà, xe này là cháu đi mượn. Cháu không qua mắt được chú đâu, ôi cha. Chiếc xe này cao cấp hơn chiếc xe Nhật nhà thím Hai nhiều nha. Chú Vương, cháu cho chú xuống đây nhé. Được được, lần này thật sự là làm phiền cháu rồi. Chú cầm 500 tệ này, đi phòng khám kiểm tra xem thế nào đi. Chú bị thương tới mức này rồi cơ mà. Ôi cháu hải tử, chú thực sự là không thể nhận tiền của cháu nữa. Cháu xem những người làm lâu như chú, chính là xương cốt cứng cáp, giỏi chịu đòn lắm. Vậy thì chú cầm lấy cái này. Ôi trời, thứ này thì chú không khách sáo nữa. Vậy thì cháu đi trước nhé chú Vương. Mau đi đi, mau đi đi. Khi nào thảnh thơi cháu qua nhà chú chơi nhé. Được được, có tiền đồ lắm. Thím Hai nó à, trong nhà chỉ còn có 5.000 tệ. Tôi đều đưa hết cho thím rồi. Số còn lại thư thư cho tôi một thời gian nữa sẽ trả cho thím. 5.000 tệ sao đủ được hả? Lúc đầu cho chị vay 3 vạn, 500 tệ này chỉ là tiền lãi mà thôi. Chuyện này thư thư cho tôi mấy ngày nha thím xem. Vân Vân sắp thi đại học rồi, cũng phải mua cho nó ít thức ăn tầm bổ để còn có sức ôn thi. Nó thi đại học thì nó liên quan cóc gì tới tôi. Lúc chị vay đã hứa hôm nay sẽ trả tiền cho tôi, sao bây giờ lại giàu khỏe thế này? Không phải chúng tôi giàu khỏe, thực ra là chúng tôi không xoay đâu ra tiền. Tới lúc có tiền rồi tôi sẽ trả. Có tiền bao giờ mới có tiền? Cứ cho là bán cái nhà này đi thì nhìn ngôi nhà rách nát này xem đáng bao nhiêu tiền cơ chứ. Tôi thấy nhà họ Lâm các người cả đời ấy nhá, cả đời này ấy mà cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên được đâu. Ơi cha mẹ, con về rồi. A Hải về rồi à? Con, mẹ. Mẹ nhất định là bị vẻ đẹp trai phong độ của mình làm cho kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời. Mau khen con mẹ đẹp trai đi. Người nào đó trước khi về nhà đã thay một cây thật là hoành tráng. A Hải, con ăn cơm chưa? Mẹ vẫn là mẹ, chỉ quan tâm tới sức khỏe của mình. A Hải, đứng ngoài đó làm gì, mau vào trong nhà thôi. Cha, về là tốt rồi. Mình mới không về nhà 2 tháng mà nhìn cha mẹ đều đã già đi nhiều. Hai người đã vất vả rồi, sau này cứ để con lo. Ồ, sinh viên đại học của nàng ta về rồi đấy à. Thím Hai, ấy cha, ăn mặc oách phết nhỉ. Một cây hàng vỉa hè này bao nhiêu tiền chứ? Thím Hai lâu rồi không gặp, thím lại gầy đi rồi. Con mắt tinh tường đấy, thằng danh này thế mà lại biết ăn nói. Bỏ công thím thương mày từ nhỏ. Lại còn lái con xe này về nhà cơ à, đẹp thế này cơ à. Để thím mày xem là hãng gì nào. Đây, đây nè. Chẳng qua chỉ là một chiếc Bentley thôi sao? Con tưởng là hãng xe nào nổi tiếng lắm cơ. Ôi vãi. Nhìn con xe Nhật hàng hiệu của thím mày đi. Lái xe ra đường có ai mà không biết chứ. Phải phải, thím Hai hiểu về xe hơn cháu. Cháu có biết gì đâu, chiếc xe này là cháu đi mượn mà. Vậy thì mày phải cẩn thận đấy. Nếu bị người ta quẹt vào một cái thì mày có đập ngôi nhà mày nấy sắt vụn, bán cũng không đủ để tiền, không đủ tiền đền đâu. Phải phải, thím Hai nói gì cũng phải hết. Tôi nói này não nầm, con trai về rồi thì cũng phải bàn việc chính sự thôi. Hôm nay không trả hết nợ cho tôi thì tôi cứ ở đây nì đây không đi đâu hết. Tổng cộng là 3,5 vạn, một xu cũng đừng mong quỵt. Thím này, tôi rõ ràng chỉ vay thím 3 vạn, sao lại đẻ thêm 5.000 nữa? Chị đi hỏi ngân hàng xem.
Họ mà không thu lãi thì đã sớm đóng cửa từ lâu rồi. Lúc chị tới vay tiền, có nỗi não lầm phải làm viện, hơn nữa cũng cần tiền cho vân vân. Tiếp tục học nên tôi mới từ bi độ lượng cho hai người vay. Nếu sớm biết có đòi thế này thì tôi đã không cho vay rồi. Bây giờ các người là ông lớn, còn tôi thành ra từ ngoài tới trong không phải người nữa rồi. Nhưng thím cũng không nên tính lãi theo kiểu đó chứ. Mẹ, vân vân, con không đi học nữa, con muốn đi làm thêm, tự kiếm tiền. Con bé ngốc này nói linh tinh gì thế? Thím hai, thím nhìn xem đây là gì? 3,5 vạn, không thiếu một xu. Thím đếm đi. A Hải, con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm. Vậy thì tôi về đây, các người không cần phải tiễn, tôi không dám nhận. Anh, nào, bà cô này, mau cho anh ôm cái nào. Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa rồi. Cha, ra báo cho tất cả mọi người ở trong thôn, ngày mai chúng ta mở tiệc rượu thiết đãi cả thôn. Về chuyện tiền bạc, cha không cần phải lo lắng. Toàn bộ người trong thôn, được được. Ngày thường được mọi người giúp đỡ, chúng ta không thể vong ơn được. Nhưng cha đừng mời Tôn Quế Trì và đám bọn Tôn Quế Cường, em trai bà ta. Còn nhân đây cũng phải mời một ông cụ. Hôm nay đông vui quá. Phải đấy, con trai là nhà Lâm Văn mở tiệc mời tất cả mọi người trong thôn. Không phải cậu ấy là sinh viên thôi sao? Sao có nhiều tiền vậy chứ? Ôi trời, thế này không tốn ít tiền đâu. Người ta như vậy gọi là có tiền đồ. Lâm Văn, Tống Cần, bây giờ thì hai người tha hồ mà hưởng phúc nhé. Lâm Hải có tiền đồ như vậy mà. Phải đấy, phải đấy. Hải tử, lúc nó còn đóng bỉm, tôi đã thấy nó có triển vọng lắm mà. Anh nói sao kìa, lúc Lâm Hải còn bé, anh chẳng phải bảo nó lớn lên cũng chẳng làm được tích sự gì mà. Ai bảo tôi nói thế bao giờ? Anh đừng có mà nói nhăng nói cuội. Hai tử, thật là làm cho cha mẹ của nó cũng lở mày lở mặt. Ai, ôi chao, ngại quá ngại quá. Tức quá đi mất. Không biết thằng Lâm Hải lại kiếm được vài đồng bạc thối này từ con đường nào, được con đường tà đạo nào mà lại dám không coi thím hai này ra gì. Mở tiệc cả thôn mà không thèm báo cho mình. Mình đối tốt với nhà nó như vậy, vậy mà nó vong ơn bộ nghĩa quên sạch. Đúng là không có lương tâm. Không được, bà đây, nuốt không trôi cục tức này. Bà phải gọi một cuộc điện thoại. Phải rồi, bà không dạy cho nhà chúng nó một bài học thì không xong. Nếu còn tiếp tục thế này, sẽ có ngày chúng nó cỡ lên đầu cổ của mình. A Hải, vị khách quý mà con mời vẫn chưa tới hả? Dân làng họ đã chờ lâu lắm rồi. Sắp tới rồi, cha, chờ thêm một lát nữa. Ôi chào, tới ăn trực cơm nhà anh bạn nhỏ đây. Tới rồi. Tiêu não, thật không ngờ cháu có vinh hạnh mời được ông, không khiến ông phải mất nhiều thời gian đấy chứ. Lâm tiểu huynh đệ lo nghĩ quá nhiều rồi. Có người mời khách, Tiêu mẫu há có thể bỏ qua cơ hội được ăn đùa, ăn chùa cơ chứ. Hơn nữa, ta cũng lâu rồi không được thưởng thức mỹ vị đặc sắc của quê hương rồi. Tiểu tử, chớ khiến ta phải ôm bụng thất vọng trở về đấy nhé. Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Mời Tiêu não thượng tọa. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Tiêu não, đây là thứ rượu chúng tôi tự nấu, mời ông nếm thử. Vậy thì ta nhất định là phải nếm thử. Cha, bữa tiệc có thể bắt đầu rồi. Được, thức ăn lên nào, bưng thức ăn lên nào. Tôi biết rồi, tới đây. Tiểu tử, kính Tiêu não một chén. Được được. Não gia tử, tiểu thư cũng đã dặn dò chúng tôi. Cậu không nói ta không nói, ai biết được chứ. Hôm nay ta rất vui, uống một chén cũng không vấn đề. Sao nào, mở tiệc đãi khách cũng không gọi anh em một tiếng. Ồ, thức ăn không tệ nha, rượu cũng ngon đấy. Đông vui quá ha, náo nhiệt quá ha. Ông mày thích ngồi ở đây, người đâu rót rượu. Quế Cường tới rồi à, vậy thì hay quá. Nào, tôi rót rượu cho cậu. Uống nào, uống nào. Ơi, cút sang một bên. Tôi thấy thằng con ông mới có chút tiền đồ nhà ông, nên coi chúng tôi là người ngoài luôn rồi. Mời hết mọi người, chỉ không mời chúng ta. Thật là con mẹ nhà mày không coi ông đây ra gì hết, phải không? Hôm nay ông mày đách cho đứa nào được yên ổn sơi cỗ đâu. Mình phải gọi cho Quế Trì.
Quế Trì là tôi. Quế Cường cậu ấy. Quế Cường cái gì mà Quế Cường? Quế Cường đâu phải là trẻ con nữa. Tôi nào quản được nó. Ơi, có chuyện vui thì không nhớ tới con này đâu. Thế mà gặp rắc rối lại muốn tìm tới tôi luôn. Nhà họ Lâm các người chẳng có người nào tốt đẹp. Đều nào bọn tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ rồi. Chuyện này phải làm sao? Tiểu Lâm mà vị này là một người họ hàng. Họ hàng thế này thì không được. Không thể phá hoại môi trường sống yên bình của mọi người mà. Phải phê bình. Dẫu sao cũng là bậc cha chú của cháu. Bậc cha chú làm sai càng phải phê bình. Không thể dung túng cho hạng người này được. Gì cơ phê bình? Lão già này muốn tôi phải cười rụng hết răng mới chịu hả? Ông là cái thá gì mà đòi phê bình tôi? Cậu chửi tôi là lão già? Chửi ông thì làm sao? Đừng tưởng lớn tuổi là có thể lên mặt với ông mày. Ông mày mà không vui là tấn mày như đòn. Đây là địa bàn của ông mày. Ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được ông mày. Tiêu lão thật là mạo phạm đến ông rồi. Cháu không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Để cháu qua đó tạ lỗi với ông ta. Loại người như hắn không cần để ý làm gì. Chúng ta tiếp tục ăn thôi. Lão già này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiêu lão cẩn thận. Còn không mau xông lên. Dừng tay. Còng hết những kẻ gây rối này. Tìm thấy chưa rõ? Ôi cha thả tôi ra, dựa vào đâu mà bắt tôi? Thành khẩn một chút đi. Tên họ Khai Mau, tôn Quế Cường. Ôi trời Tiêu lão, sao ông lại chạy tới đây thế này? Làm chúng tôi tìm loạn cả lên. Xin ông mau theo chúng tôi trở về. Ta chỉ là ở đây ăn bữa cơm. Không ngăn cản các cậu làm việc. Kia là cục trưởng cục công an và chủ tịch thị trấn mà. Thế mà lại hết mực cung kính với ông già kia như vậy. Ông lão mà hài tử mời tới rốt cuộc là người thế nào? Cảm giác ông ấy là nhân vật không hề tầm thường. Lâm Hải sao có thể quen biết với một nhân vật như vậy? Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Tôn Quế Cường đã bị bắt rồi, đáng đời hắn. Chị ơi, cứu em. Thành khẩn chút đi. Đứa nào dám động vào Quế Cường? Ăn phải gan hùm rồi phải không? Dừng tay lại cho bà, cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát thì muốn làm gì cũng được à? Quế Cường nhà tôi đến nhà họ hàng ăn bữa cơm mà cũng phạm pháp hả? Cả lũ các người ngay cả họ hàng cũng không nhận. Nhất định phải chịu báo ứng. Tất cả lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế. Mụ Tôn Quế Chi này, sự việc tới nước này rồi mà vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Còn chửi rủa người thân của mình. Nhưng mà mình vốn dĩ không có ý định bỏ qua cho bà ta. Chủ tịch thị trấn, tôi tố cáo trực tiếp với ông. Xưởng sản xuất cầu thang của Tôn Quế Chi trốn thuế, lậu thuế. Mau dừng tay lại cho bà. Dừng tay. Ta bảo mày dừng tay. Quan mộ này không được ngăn cản cảnh sát thi hành công vụ. Lôi cái kéo cái gì? Còn không mau dừng tay. Tiểu Lâm mà vị này nà. Tiểu lão, người này cũng là họ hàng. Tiểu Lâm, họ hàng của cậu sao ai cũng hung dữ hết vậy? Ngay cả cảnh sát cũng không coi ra gì. Thế thì bình thường còn hống hách tới mức nào nữa? Tiêu lão, chúng tôi cũng có chuyện khó nói. Ông là cái thá gì? Ở trong cái thị trấn này chưa một ai dám chỉ trỏ bà đây. Sắp vào quan tài làm rồi thì ăn nhiều lên một chút. Lão già khú đế mà còn chưa chịu chết. Cô chửi tôi già rồi mà còn chưa chịu chết. Lão sược, lôi đi. Chị ơi, cứu em. Người đâu cứu với, cảnh sát đánh người, cưỡng chế, bằng bạo lực, người đâu? Tôi là Hoàng Ba, chủ tịch của thị trấn Nan Thành. Bà có chuyện gì cần tố cáo thì có thể trực tiếp tới văn phòng. Đừng có làm loạn lên ở đây. Chủ tịch thị trấn thì có thể tùy tiện bắt người hay sao? Chủ tịch thị trấn là cái thá gì? Ông trời, tôi còn chẳng sợ. Các người dựa vào đâu mà bắt em trai của tôi? Nó đâu có phạm pháp. Đúng là vô lý sinh sự. Mụ Tôn Quế Chi này lợi hại thật. Ngay cả chủ tịch thị trấn bà ta cũng không coi ra gì. Ngày thường hống hách ngang ngược đã quen thói rồi sao? Trong cái thôn này có ai dám gây sự với chị em nhà nó? Lần này đúng là vấp phải đá rồi. Thím Hai, chị em nhà thím, ngày thường ngang ngược lộng hành trong thôn, ức hiếp dân lành thì không nói làm gì. Bây giờ có chủ tịch thị trấn ở đây, sao thím vẫn còn ngang ngược vô lý như vậy? Lâm Hải, bà mày coi như đã nhìn thấu rồi. Mày là thằng xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Hôm qua vẫn còn làm bộ làm tịch ngon ngọt, hôm nay đã lần mặt luôn rồi. Thấy có nhiều người ở đây chống lưng cho mày, là mày không coi bà đây ra gì nữa phải không?
Mày nghĩ lại xem, ngày thường tao giúp đỡ nhà mày bao nhiêu thế? Bao nhiêu là thế? Đúng là được cả lò vong ân phụ nghĩa. Bà làm như vậy mà gọi là giúp sao? Cách đây không lâu, tôi hỏi đi. Tôi hỏi mượn chú 2-3 vạn. Bà biết được, liền chẳng nói chẳng rằng tìm tới tận nhà. Tới tận nhà tôi làm ầm lên. Mới được vài ngày đã quá tháo ầm ĩ đòi chúng tôi phải trả hết 3,5 vạn. Ngày nào cũng tới gây chuyện. Nhà tôi không hôm nào được yên ổn với bà. Bà mày cho mày vay tiền đã là khá lắm rồi. Lấy lãi cũng là chuyện đương nhiên. Mày gửi tiền ngân hàng cũng phải lấy lãi đấy thôi. Cả nhà chúng mày đừng có mà vô lương tâm. Đó là thím cho chúng tôi vay tiền sao? Là chú hai của Lâm Hải cho chúng tôi mượn mà. Sau khi thím biết được thì mặt chú ấy cũng bị thím cào lở hoa rồi. Được lắm, cả nhà các người hợp sức lại dìm đá xuống giếng hả, được lắm. Các người nói quế cường hoành hành ngang ngược trong thôn vậy thì chứng cớ đâu? Nói xuông không có căn cứ, tao sẽ kiện bọn mày tội vu khống, cho cả nhà chúng mày ngồi tù hết với nhau. Thím hai, trong tay của tôi có một tập tài liệu. Là tối qua tôi đã cất công đi một chuyến hỏi thăm những người ở trong thôn, từng bị mấy người hà hiếp. Bây giờ tôi sẽ giao tập tài liệu này cho bên cảnh sát. Nếu thực tế điều tra là chúng tôi vu cáo, vu khống cho các người, thì cứ việc bắt chúng tôi lại. Thu thập được đầy đủ bằng chứng, Tuân Quế Cường lừa gạt, vơ vét tài sản, hăm dọa và cho vay lặng lãi. Bên trong còn có dấu vân tay xác nhận của người bị hại. Còn nếu điều tra những gì tài liệu này nói là thật thì thím hài, thím phải hiểu rõ em trai mình thế nào hơn tôi chứ nhỉ? Tao không tin, đưa cho bà mày xem đây, đưa đây. Cục trưởng, tài liệu này giao cho anh vậy. Điều tra kỹ cho tôi, rõ. Ông trời, động đất rồi. Tiểu Hải à, Tiểu Hải, cháu cứu Quế Cường. Cứu Quế Cường với. Nó tính ra cũng là cậu của cháu mà. Thím hài, sớm biết có ngày thế này thì sao lúc đầu còn làm. Anh cả chị dâu, cầu xin hai người nó giúp em trai của tôi một vài câu với phía cảnh sát. Coi như tôi cầu xin hai người, tôi nào có quyền lực như vậy. Các vị hương thần, nhà anh vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn, em yên tâm. Bao giờ anh về trường, anh nhớ rồi. Tưởng bờ à, anh về thăm nhà có chuyện gì hay ho hay không? Có chứ, anh quen được một ông cụ vô cùng lợi hại. Nhờ phúc của ông ấy mà lũ ác bá khiến người dân ở trong thôn phải đau đầu bao nhiêu năm nay đã bị tóm gọn. Lợi hại vậy sao? Sáng hôm sau, sao nào lại chịu đến trường rồi? Em vào lớp đây. Cuộc sống thế này mới tươi đẹp làm sao, ngay cả không khí cũng thật tươi mới. Ơi, mình đã hoàn toàn mất niềm tin với việc giật hồng bao trong cái nhóm thần tiên này rồi. Phải rồi, hôm qua cha, chân cha vẫn ổn chứ? Ơi, sau lần bị ngã ở công trường tuy là chữa khỏi rồi nhưng đi bộ vẫn rất ảnh hưởng, thường xuyên bị đau nhức, bác sĩ cũng nói là chữa không khỏi được. Mình nhớ là tiết quản lý ngày trước bán cao rán mà, thử hỏi xem nào. Ơi, ngủ ngon quá đi thôi. Thiết quản lý, ngươi còn loại cao rán da chó mà ngươi từng bán trước khi thành tiên hay không? Ta muốn mua một miếng. Đạo hữu, sao ngươi lại biết trước khi thành tiên ta từng điều chế cao rán da chó? Chuyện này, bốn đại tiên bấm độ một cái là biết ngay. Thượng thiên thần thông quảng đại, tại hạ bái phục. Được rồi, bổn tiên không nói nhiều lời với ngươi nữa. Còn không, nói mau. Còn một miếng. Chỉ có điều đây là miếng ta giữ làm kỷ niệm trước khi lên trời. Mau nói bao nhiêu thì ngươi mới chịu bán. Không bán. Nhưng mà nếu thượng tiên có thể giúp ta một chuyện, ta có thể tặng miễn phí cho thượng tiên. Nói đi, là chuyện gì? Hóa ra là muốn điều kiện. Nếu đại tiên đã đoán ra được chuyện trước khi ta thành tiên thì hẳn người cũng phải biết ta có một vợ và một con trai. Ta muốn biết trải qua nhiều kiếp luân hồi, bây giờ họ đang ở nơi đâu, sống sót có hay không. Chuyện này thiết quản lý đã lấy vợ và có con rồi, không ngờ vẫn là người trọng tình nghĩa. Nhưng mình dù sao cũng không phải là thần tiên thật, bảo mình tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cảm ơn đại tiên, cao gián đã được gửi qua phái tình. Phải rồi, chân mông con trai của ta có một bức hình hoa sen, là do trước khi lên trời đã dùng phép thuật khắc lên. Bất kể là có lần hồi qua bao nhiêu kiếp thì cũng không bị mất đi. Ồ, apply rồi, chuyện này ta vẫn chưa.
Ôi đậu, thần tiên cũng chơi trò vô lại hay sao? Chà, nào, cho thử lại cao rán này xem thế nào. Rán cái gì cơ? Cao rán, không hiệu nghiệm với cha con đâu. Trước kia dùng bao nhiêu rồi mà không thấy đỡ. Loại cao rán này khác, đây là loại mà truyền nhân của thiết quản lý điều chế ra. Lừa đảo rồi, bản thân thiết quản lý cũng bị què chân, liệu có thể chữa khỏi cho người khác hay sao? Cha cứ xem thử xem, sao lại thối thế này. Ánh sáng chói lóa, cơ bắp cuồn cuộn, đại lực, kim cang giảo. Ôi, tôi viết như vậy đâu, đừng có mà nói lung tung, đều là họa sĩ vẽ vỡ phần đấy. KTV thần thoại, biến mẹ mày đi, biến. Cường Trọc còn xem vào chuyện của ông mày đây, ông sẽ diệt sạch nỗi chúng mày. Hân Nguyệt, không ngờ lại gặp em ở đây, nhưng mà mấy ông em đã cự tuyệt sự theo đuổi của anh, thế anh cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Thứ mà anh không có được thì cũng đừng hòng dâng cho kẻ khác, nhất là cái hạng vô danh tiểu tốt kia. Mẹ nói chứ, theo Hồ Vi tới hát karaoke thế mà lại gặp phải con bé này. Tuy mình và tên tiểu tử kia không thực sự có giao tình, nhưng tốt xấu gì ở trên danh nghĩa mình vẫn bái hắn làm thầy. Nhưng mình lại không phải là đối thủ của thằng Ngôn con nhà giàu gia thế khủng này. Có muốn cũng chẳng giúp được, dù sao thì mình cũng kịp thời nhắn cho hắn rồi, coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Tin nhắn, Cường Trọc gửi tới một tin nhắn. KTV thần thoại, sư lương gặp lạn. Quả cuộc đi Hinh Nguyệt, mày có kêu nát cổ họng cũng không có ai tới cứu mày đâu. Tới lúc đó, cùng nắm là vung lên một ít tiền giảm xếp một chút, phải không Hinh Nguyệt? Chủ quán karaoke này là chỗ anh em thân thiết thường xuyên uống rượu với cha tao. Đây, có kịch chai để xem rồi. Thiếu ra, lát nữa cho chúng tôi. Hồ Thiếu, chuyện hôm nay bỏ qua đi. Cậu muốn bao nhiêu? Cậu muốn bao nhiêu cô, tôi sẽ gọi cho cậu, cứ tính cả cho tôi. Mày thật là, đừng có làm ông đây mất hứng, cút ngay. Hồ Thiếu bớt giận, cậu xem làm thế vì một cô gái không đáng đâu. Cút con mẹ mày đi. Vậy mà vẫn không cút, tưởng tao không dám thịt mày hả? Cường Trọc tao, tuy là cặn bã nhưng cũng không phải là mấy chuyện phạm pháp. Cô ấy là người phụ nữ của sư phụ tao, cũng chính là sư nương của tao. Hôm nay trừ khi mày giết chết tao, bằng không tao xen vào đấy. Xông lên đánh chết nó cho tao, được. Đờ mờ, chán sống rồi. Cường Trọc, Lâm Hải, mày chết chắc rồi. Thằng danh này thật nà. Lâm Hải, đừng nói cho em, cứu Cường Trọc đã. Hắn vì bảo vệ cho em mà bị bọn chúng đánh gần chết rồi. Người máu me linh đáng này thì ra là Cường Trọng. Cường Trọng gắng gượng nổi không? Sư phụ, nếu người sớm chạy vô ảnh cước cho con thì ngon rồi. Cường Trọng gắng gượng nha. Hinh Nguyệt theo ảnh. Vâng. Mày cứ chờ đấy. Tên Hồ Vi này điên thật rồi. Nếu không có Cường Trọng bảo vệ em. Tay Cường Trọng này nhìn vừa đần vừa thộn, không ngờ lại trọng nghĩa khí như vậy. Nếu vậy thì Lâm Hải ta cũng tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Sao rồi? Không nhìn được gì cả, bị che kín rồi. Một tiểu đệ của Cường Trọc cũng đang nằm viện do bị Lâm Hải đánh ngày trước. Tay mình sao lại run bần bật thế này? Cứ nghĩ chỉ cần tới mượn một chút, thật không dám tưởng tượng Hinh Nguyệt sẽ gặp phải những chuyện gì. May mà có trường Cường Trọc giúp mình câu giờ. Bác sĩ, anh Cường sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Tạm thời giữ được tính mạng, nhưng trong đầu có nhiều chỗ bị tụ máu, tình hình không lạc quan cho lắm. Phải tiếp tục theo dõi trong thời gian mấy ngày tới. Nếu có thể gắng gượng được thì sẽ giữ được tính mạng, còn không thì tôi cũng lực bất tòng tâm. Anh Cường, anh không thể có chuyện gì được. Đáng hận, đều do thằng Hồ Vi. Uổng công anh Cường của chúng ta trung thành với hắn như vậy. Hắn nào đối xử với anh Cường không bằng một con chó. Tao phải đi chém chết thằng khốn nạn kia. Chúng ta cùng đi, có chết thì cùng chết. Đứng lại, mấy người ở lại hết, để tôi đi. Anh ơi. Anh cọ. Alo, Lâm Hải, Cường Trọc chết chưa?
Hồ Vi, tao đang muốn tìm mày đây. Không sai, là bọn thiếu gia đây. Sao nào, ngạc nhiên lắm hả? Có phải muốn tìm tao báo thù hay không? Nếu mày là đàn ông thì tối nay tới cổng trường phía nam thành phố. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa. Mày quá hống hách rồi thằng danh con. Mày hoàn toàn chẳng biết gì về thực lực của bọn thiếu gia. Ôi cha, tiếc thật đấy. Giá mà mày tới muộn một bước nữa thì Hinh Nguyệt đã là của tao rồi. Tao sẽ tới, đừng để tao phải đợi quá lâu. Lâm Hải, mày thật không sợ chết hả? Nhưng mà mày dây vào bổn công tử, bổn công tử cũng không có ý định tha cho mày. Ông mày đã đích thân chọn ra 30 anh em trong Hắc Ưng hội, không đánh mày thành phế nhân thì ông theo họ của mày luôn. Nghe nói mày đánh nhau giỏi lắm hả? Trước khi điếu thuốc này rơi xuống đất, tao sẽ giải quyết mày gọn nhẹ. Sao có thể như vậy? Lên hết cho tao. Chết đi. Đau quá, đau quá, đau quá. Ai đưa tôi đến bệnh viện đi. Lâm Hải, anh Hải, em sai rồi. Hãy cho em một cơ hội. Này, cậu đừng qua đây. Đại nhân, cớ sao phải chấp tiểu nhân? Tha cho tôi lần này đi. Tha cái con mẹ nhà mày. Đau chết mất rồi, đau chết mất thôi. Khốn kiếp, mày biết tao là ai mà? Mày biết cha tao là ai mà? Nhà tao chỉ cần vung tiền ra sẽ táng chết mày. Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi. Tao phải cho mày chết. Nếu cường trọc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tao sẽ khiến cha mày sau này phải đốt tiền cho mày. Cái tivi này sao lại ồn thế nhỉ? Chắc hỏng rồi, giống như trang cái tivi nhà tao. Đập cho vài cái là lại ngon ngay. Tao thấy không ổn, hay là gọi bác sĩ tới đi. Anh ơi, anh cọ, alo. Anh Hải, anh Cường hình như là khắp sắp không xong rồi. Phòng cấp cứu. Vào trong đó bao lâu rồi, anh Hải? Anh Hải, một tiếng rồi. Sao lại có thể như thế được? Phải đấy, sáng nay vẫn còn tốt mà, bỗng nhiên lại thành ra thế này. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tình hình của bệnh nhân vô cùng nguy cấp, cần có người nhà ký tên. Chúng tôi đều là bạn của cậu ấy, bác sĩ nhất định là phải cứu cậu ấy. Xin mọi người yên lặng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tình trạng của bệnh nhân bây giờ vô cùng nguy cấp. Viện trưởng Đỗ về rồi. Tôi vừa trở về từ hội thảo ở Yên Kinh. Nghe nói có một bệnh nhân đang nguy kịch, nên lập tức chạy vội tới đây luôn. Thay đồ phẫu thuật tranh thủ thời gian được. Viện trưởng Đỗ là một trong những chuyên gia lão, là một chuyên gia lão khoa có tiếng trong nước. Bệnh nhân có hy vọng rồi. Nhờ cả vào ông đấy viện trưởng. Anh Cường, anh phải gắng lên. Có những chỉ số liên quan tới tính mạng của bệnh nhân đang có dấu hiệu giảm nhanh, kích nhẹ tuyến thận. Viện trưởng ra rồi. Viện trưởng Đỗ, bạn tôi sao rồi? Anh Cường thế nào rồi? Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Sao cơ, ông chẳng phải là chuyên gia hay sao? Trong đầu cậu ấy xuất hiện tình trạng vỡ mạch máu, không thể nào xoay chuyển được tình thế, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Anh Cường, vì sao? Chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân thôi. Không được, mình phải cứu Cường Trọc.